Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 149. Ngô Bình, hôm nay, tôi sẽ lĩnh ngộ huyền minh tiên khí, trở thành đệ tử đứng đầu huyền minh giáo. Vân Thường cười nói, đến lúc đó các đệ tử tinh anh sợ rằng cũng chẳng còn dũng khí nhìn thẳng anh nữa mất. Quay về đỉnh Cô Tú không bao lâu, cậu Ba Đàm đã đến, vẻ mặt hắn cực kỳ hoảng sợ, thật ra lúc nhìn thấy Chu Thiên Mi, hắn đã hiểu mọi thứ. Tất thảy mọi chuyện căn nguyên đều từ hắn mà ra, nếu không phải hắn để mắt Chu Thiên Mi thì nhà họ Đà sẽ không có kết cục như thế. Hắn quỳ xuống đất, cầu xin nói, công tử, hãy tha cho nhà họ Đà một con đường sống đi, tôi sai rồi, tôi cam nguyện lấy cái chết để đền tội. Ngô Bình lạnh nhạt nói, anh không cần chết, nhưng anh và người nhà anh phải gánh chịu mọi hậu quả. Không cần cầu xin tôi sẽ không thương xót anh, quay về chuẩn bị đi. Cậu Ba Đàm vẫn muốn cầu xin, nhưng bị người ta kéo đi, tiếng khóc lóc xa dần, cuối cùng biến mất. Chuyện về sau đều có Cửu Quang Thái giải quyết, sau đó thì gọi Tiểu Minh đến. Cậu muốn chuẩn bị lĩnh ngộ tiên khí rồi sao? Ngô Bình, trước tiên lĩnh ngộ huyền minh tiên khí, chỗ ngươi có không? Tiểu Minh, đương nhiên có. Nói xong, Ngô Bình đã biến mất, anh xuất hiện ở một không gian rộng lớn xung quanh ngập tràn ánh sáng. Trong không gian này, có một luồng tiên khí màu vàng, dài vạn dặm, nó giống như một con rồng bơi tới bơi lui. Cho dù cách nó mấy trăm vạn dặm, Ngô Bình cũng cảm nhận được sức mạnh của nó, dường như anh chỉ cần lại gần thì lập tức tan thành cho bụi. Anh nhíu mày, nói, huyền minh tiên khí mạnh thật. Tiểu Minh, đương nhiên rồi. Dù sao ở vũ trụ chính, nó cũng được xem là sức mạnh rất mạnh. Ngô Bình, tiếp theo, ta muốn tu luyện bí cảnh của vũ trụ chính, loại sức mạnh này rất có ích cho ta. Tiểu Minh, vậy phải xem cậu có thể hàng phục được tiên khí này không thôi. Ngô Bình quan sát một lúc, rồi hỏi, nếu ta luyện hóa huyền minh tiên khí trong điện tiên khí trước. Điều này có giúp ích cho việc ta luyện hóa nó không? Tiểu Minh, không có gì hỗ trợ cả, ngược lại sẽ khiến tiên khí có địch ý với cậu. Ngô Bình thở dài, ta không chắc. Tiểu Minh, nếu cậu muốn tiến vào vũ trụ chính, tốt nhất nên luyện hóa nó. Ngô Bình, ồ, tại sao? Tiểu Minh, nếu trong thân thể cậu có vài loại tiên khí mạnh thì vũ trụ chính có lẽ sẽ dễ dàng với cậu hơn chút. Ngô Bình cắn răng. Bỗng lao về phía huyền minh tiên khí. Trong lúc đó, anh thi triển bí lực và linh lực, bao bọc lấy bản thân. Thế nhưng, người anh vẫn không thể tiếp xúc được với huyền minh tiên khí, bí lực và huyền lực bên ngoài đều tản ra, anh lao về phía minh huyền tiên khí mà không có gì bảo vệ. Huyền minh tiên khí có lực thẩm thấu cực mạnh, xuyên qua 18.000 lỗ chân lông của anh, chớp mắt đã thẩm thấu vào trong cơ thể anh, sau đó tiến vào từng tế bào, xương cốt. Thân thể Ngô Bình lập tức cứng đờ, hoàn toàn không thể động đậy, sau đó lại bị tiên khí cuốn theo bay tới bay lui. Nhưng nguyên thần của anh vẫn giữ được tỉnh táo, nguyên thần lao ra ngoài cơ thể. Tiên khí tuy mạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nguyên thần anh quá nhiều, cộng thêm nguyên thần anh cũng rất mạnh, bỗng chốc đã ngao du trong tiên khí. Chẳng mấy chốc, anh phát hiện trong tiên khí có một vòng xoáy năng lượng, bên trong còn có bốn lá bùa lóe sáng, anh suy nghĩ trong lòng. Lập tức biết được đây chính là trung tâm của tiên khí, chỉ cần khống chế được nó thì có thể kiểm soát được toàn bộ tiên khí. Nguyên thần của anh lập tức lao qua, nhưng vừa đến gần thì bốn lá bùa đã di chuyển, tạo ra lực kéo hùng mạnh, muốn phá nát nguyên thần anh. Ngô Bình thét lớn một tiếng, bùa chú ngưng tụ thành đại trận bảo vệ quanh người, đồng thời toàn bộ bí lực cũng được sử dụng. Chỉ nhìn thấy bùa chú bên ngoài nguyên thần không ngừng tan biến. Nhưng anh vẫn thành công tiến đến gần trung tâm tiên khí, dùng đại trận bao vây bốn bùa chú kia. Sau khi cắt đứt liên lạc giữa trung tâm và bên ngoài thì lập tức ngừng di chuyển, khí tức cũng trở nên ấm hơn. Ngô Bình vươn tay, nắm chặt bốn lá bùa, sau đó dùng hết sức nguyên thần luyện hóa. Ở bên ngoài, tiên khí đã mất khống chế, lập tức bắt đầu tấn công Ngô Bình, linh phù của anh liên tục biến mất. Dầm. Bốn là bùa bị Ngô Bình thu vào nguyên thần, rất nhanh sau đó đã yên tĩnh lại. Giây tiếp theo, anh cảm thấy thần niệm của mình thoáng chốc đã khuếch trương, bao phủ linh khí huyền minh khắp từng ngóc ngách. Mắt anh sáng rực, nói, ngưng tụ. Lúc này, toàn bộ huyền minh tiên khí ngưng tụ về phía anh, dung nhập vào nguyên thần.
Sau đó, nguyên thần quay về thân thể, đồng thời đưa huyền minh tiên khí vào trong chủ khiếu. Thân thể lập tức khôi phục lại năng lực hành động, anh lau mồ hôi, lẩm bẩm nói, mệt thật. Tiểu Minh, chúc mừng, luyện hóa tiên khí đầu tiên, sau này luyện hóa tiên khí khác thì sẽ nhẹ nhàng hơn bây giờ nhiều. Ngô Bình, luyện hóa huyền minh tiên khí trước, còn lại thì sau này tính tiếp. Nói xong, anh quay về chỗ cũ, sau đó lập tức tiến đến điện tiên khí. Đệ tử tinh anh, có thể vào điện tiên khí bất cứ lúc nào, chỉ cần nói một tiếng với trưởng lão là được. Đến điện tiên khí, trước điện không một bóng người, mãi đến khi anh đến trước cửa điện thì bên cạnh mới xuất hiện một trưởng lão, cười nói, Ngô công tử, cuối cùng anh cũng đến điện tiên khí rồi. Ngô Bình gật đầu, tôi muốn thử xem, có thể có được tiên khí không? Trưởng lão gật đầu, mời. Nói xong, lập tức mở cửa điện. Sau cửa điện, có một màn sáng, trong màn sáng có ẩn chứa ba luồng tiên khó, một loại trong đó chính là huyền minh tiên khí. Trưởng lão này còn muốn nói thêm, nhắc nhở thêm, nhưng không ngờ Ngô Bình một bước đã đi vào trong. Sau màn sáng, ba luồng tiên khí dài mấy chục mét di chuyển tới lui, Ngô Bình nhẹ nhàng vươn tay, huyền minh tiên khí kia liền bay đến, lập tức dung nhập vào thân thể anh. Hai luồng tiên khí còn lại, anh trực tiếp nắm lấy, chấn giữ trong thân thể. Lấy đi chân khí, anh ra khỏi điện tiên khí. Lúc này, điện tiên khí bỗng chấn động, mặt đất rung chuyển, toàn bộ huyền minh giáo đều rung chuyển. Giáo chủ lập tức xông đến. Năm đó sư tổ từng để lại một câu, sau này nếu mặt đất rung chuyển, chắc chắn là có người đã luyện hóa được tiên khí. Ông ấy đến điện tiên khí trên không, Ngô Bình đúng lúc từ trong điện đi ra. Là cậu ấy. Ngô Bình, đi theo tôi. Giáo chủ Trương Cổ Nguyệt thấp giọng nói. Sau đó, hai người đi đến nơi ở của Trương Cổ Nguyệt, bảo mọi người lui xuống. Giáo chủ có gì dặn dò, Ngô Bình bình tĩnh hỏi. Trương Cổ Nguyệt nghiêm túc hỏi, Ngô Bình, có phải cậu luyện hóa tiên khí rồi không? Ngô Bình gật đầu, đệ tử đã luyện hóa huyền minh tiên khí. Trương Cổ Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Nói, luyện hóa huyền minh tiên khí. Cậu có biết, năm đó ngay cả tổ sư gia cũng chỉ có được một ít, nhưng cũng không thể luyện hóa được nó không? Ngô Bình, đệ tử biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Cổ Nguyệt bật cười, đúng là trời giúp huyền minh giáo ta rồi. Nhưng mà Ngô Bình, tạm thời tôi vẫn chưa thể báo với bên ngoài chuyện này, trừ phi cậu có thực lực đủ mạnh để bảo vệ bản thân. Ngô Bình, ý giáo chủ là, bên ngoài nếu biết tin này, thì sẽ nhắm vào đệ tử. Trương Cổ Nguyệt gật đầu, huyền minh giáo chúng ta ở đây cũng được xem là thế lực lớn, nhưng xung quanh cũng có mấy thế lực đối đầu, một khi bọn họ biết đến cậu, chắc chắn sẽ tận dụng mọi thứ để trừ khử cậu. Ngô Bình nhớ đến người lúc trước muốn giết mình, lạnh nhạt nói, vậy trước tiên không cần nói ra. Chủ cần nói đệ tử có được một ít huyền minh tiên khí là được. Trương Cổ Nguyệt, ừ, sau này cậu chính là đệ tử đứng đầu. Ngô Bình, giáo chủ, tài nguyên đệ tử đứng đầu có được nhiều hơn đệ tử tinh anh sao? Trương Cổ Nguyệt cười nói, sau này một nửa tài nguyên huyền minh giáo thuộc về cậu rồi. Ngô Bình kinh ngạc, một nửa tài nguyên. Trương Cổ Nguyệt, nhưng thân là đệ tử đứng đầu, cậu cũng phải gánh vác trách nhiệm, phía bắc của huyền minh giáo là Kim Long Môn, phía tây là Quỷ Thủy Tông. Phía tây có Cự Tượng Môn, phía nam có Huyết Man Giáo. Bốn thế lực này, quan hệ giữa Kim Long Môn và chúng tôi là tệ nhất, Quỷ Thủy Tông và Huyết Man Giáo thi thoảng cũng có tranh chấp, Cự Tượng Môn phía tây thì quan hệ không tệ. Kim Long Môn vẫn luôn tranh đoạt tài nguyên quan trọng với huyền minh giáo ta, mấy năm nay chúng ta đều ở thế hạ phong. Sau này có thể đoạt về những tài nguyên kia hay không, phải dựa vào cậu. Ngô Bình, giáo chủ yên tâm. Không bao lâu nữa, đệ tử sẽ lấy lại toàn bị những thứ Kim Long Môn đã đoạt. Trương Cổ Nguyệt rất vui mừng, cười nói, trong giáo có một thiên tài, quả nhiên rất dễ có tự tin ngay. Chuyện này, lúc trước tôi nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, dù sao Kim Long Môn cũng có rất nhiều cao thủ. Nếu không phải cậu xuất hiện, thậm tôi còn lo lắng 10 năm sau, Kim Long Môn sẽ thôn tính cả huyền minh giáo ta mất. Ngô Bình nhíu mày, khoảng cách hai bên chênh lệch rất lớn sao? Trương Cổ Nguyệt gật đầu, rất lớn. Bây giờ bọn họ không ra tay,
chẳng qua là muốn tiêu hao tiềm lực của Minh Huyền giáo. Hiện tại, nếu bọn họ biết cậu đã có huyền minh tiên khí, nhất định sẽ cử người đến làm hại cậu. Ngô Bình, không sao, chỉ cần không phải cao thủ đạo cảnh thì đệ tử sẽ khiến bọn họ đến được không về được. Trương Cổ Nguyệt cười ha ha hát, được, đợi đến khi Kim Long Môn phát hiện ra thực lực thật sự của cậu, có lẽ cậu đã sớm vững mạnh rồi. Nói rồi, ông ấy đưa cho Ngô Bình một chiếc nhẫn chứa đồ, nói, bên trong có rất nhiều tiền huyền minh, dùng nó có thể mua được phần lớn vật phẩm nội bộ huyền minh giáo. Nhưng những thứ đồ đó không có tác dụng gì nhiều cho cậu. Nói rồi ông ấy lại đưa một chiếc chìa khóa cho Ngô Bình, nói, đây là tầng thứ hai nhà kho, chỉ có dùng chìa khóa này mới có thể mở được. Đồ đạc bên trong đó không cần dùng tiền huyền minh, cậu tùy ý sử dụng. Đương nhiên, nếu cậu có đồ gì không dùng đến cũng có thể để bên trong, để lại cho người sau dùng. Ngô Bình hai tay nhận lấy nhẫn chứa đồ và chìa khóa, nói cảm ơn giáo chủ. Trương Cổ Nguyệt cười nói, đáng tiếc con gái tôi đã gả hết cả rồi, nếu không đã chọn cậu làm rể rồi. Ngô Bình cười nói, đệ tử cũng lấy làm tiếc. Trương Cổ Nguyệt nhìn anh, vậy sao? Vậy nếu cậu không chê, thì tôi sẽ gả hai cô con gái nuôi cho cậu, cậu thấy sao? Ngô Bình ngây người, anh chỉ là thuận miệng nói mà thôi, vội vàng muốn từ chối, lại nghe thấy Trương Cổ Nguyệt nói tiếp, tôi biết tiền đồ cậu sáng lạng, bởi vì sợ cậu chê cười, vì vậy trong lòng tuy có ý, nhưng lại không đành nói ra. Bây giờ nếu cậu đã vui vẻ như vậy thì tốt rồi. Hai cô con gái nuôi này của tôi nuôi dưỡng từ 10 năm trước, vẻ ngoài xinh đẹp. Ban đầu, có hàng nghìn cô gái được tuyển chọn kỹ được huấn luyện, cuối cùng chỉ có mấy chục người ở lại. Đến khi bọn họ trưởng thành, người phù hợp với tiêu chuẩn chỉ có hai người họ thôi. Ngô Bình biết hiện tại không thể từ chối, chỉ đành nói cảm ơn giáo chủ. Trương Cổ Nguyệt rất vui mừng nói, ừ, tôi bảo hai đứa đến bên chỗ cậu trước, đợi khi cậu ổn định rồi thì chọn ngày làm lễ. Cáo từ Trương Cổ Nguyệt, Ngô Bình quay về núi kể lại chuyện này cho mấy người Vân Thường. Vân Thường, từ lâu đã nghe nói giáo chủ bí mật nuôi dưỡng mỹ nhân tuyệt sắc, xem ra là thật. Ngô Bình cũng không biết ông ấy nghĩ gì, chọn tới chọn lui nuôi dưỡng mỹ nữ dùng làm gì, bản thân ông ấy cưới sao? Vân Thường, không phải bản thân ông ấy cưới, mà là để tặng người. Nếu tôi đoán không nhầm thì vốn giáo chủ muốn lôi kéo Thanh Thủy ra bên phía tây kia. Ngô Bình, Thanh Thủy ra, thế gia tu chân. Vân Thường gật đầu nói, Thanh Thủy ra không phải là thế gia bình thường, bọn họ làm việc cho người của vũ trụ chính, vì vậy địa vị ở vũ trụ minh cổ rất cao, ngay cả Minh Huyền giáo cũng phải kéo quan hệ với họ. Ngô Bình, làm việc cho người của vũ trụ chính là làm gì? Vân Thường, chỗ bọn em tuy là vũ trụ phụ, nhưng tu sĩ vũ trụ chính cũng thường đến thám hiểm hoặc tu luyện, nếu nơi này có người của bọn họ giúp đỡ thì bọn họ sẽ càng thuận lợi hơn. Ngô Bình bỗng suy nghĩ trong lòng, anh nhớ em từng nói, trong một số vũ trụ đạo cảnh có những không gian hư thực cùng tồn tại, bọn họ muốn đi, là đến nơi như vậy sao? Vân Thường, ừ. Nhưng những nơi như vậy đối với chúng em mà nói quá nguy hiểm, chỉ có người của vũ trụ chính mới có thể đi được. Không lâu sau, trời đã tối. Ngô Bình đi vào phòng tu luyện của anh, bắt đầu tu luyện công pháp bí cảnh. Âm thanh của Tiểu Minh vang lên, cậu thật sự muốn tu luyện bí cảnh. Ngô Bình, đúng vậy. Không phải anh nói, tu luyện bí cảnh có lợi ích rất lớn sao? Tiểu Minh, tu luyện bí cảnh cực kỳ khó. Nhưng bí lực cảnh là của luyện khí tầng 10, thực ra chính cậu đã chuẩn bị cho bí cảnh rất tốt rồi, chỉ là tu sĩ bình thường không thể đạt yêu cầu. Ngô Bình, bí lực là sức mạnh chung của cả vũ trụ chính và vũ trụ phụ, ta nghĩ cứ nghiên cứu và tu luyện thêm chắc chắn sẽ có ích cho việc tiến vào vũ trụ chính sau này. Tiểu Minh, nếu cậu đã kiên trì muốn tu luyện, vậy tôi sẽ truyền cho cậu công pháp tu luyện bí cảnh mạnh nhất trong vũ trụ chính, Thiên Huyền Bí Kinh. Nói xong, trong đầu Ngô Bình đã xuất hiện một bộ công pháp, chính là Thiên Huyền Bí Kinh. Công pháp này, Ngô Bình thử tìm hiểu, lại không biết vì sao mà trong đầu lại trống rỗng, gần như không thể suy nghĩ. Anh kinh sợ nói, chuyện gì vậy, ta không thể tìm hiểu được Thiên Huyền Bí Kinh. Tiểu Minh, chuyện này rất bình thường. Cho dù là tu sĩ vũ trụ chính thì trong vạn người cũng chỉ có một hai người có thể hiểu đơn giản chút ít kinh này.
người có thể hiểu hết hoàn toàn Thiên Huyền Bí Kinh, trong trăm vạn người vẫn không một ai. Ngoài ra, vũ trụ chính và vũ trụ phụ dù sao cũng khác nhau, cách thứ tư duy hai bên cũng có điểm khác biệt rất lớn, chuyện này khiến anh càng khó để hiểu nó hơn. Ngô Bình nheo mắt, ta vẫn không tin. Nói xong, anh lấy ra bút giấy, chuẩn bị ghi lại từng chữ một của Thiên Huyền Bí Kinh trong đầu vào giấy. Thế nhưng, anh vừa viết nét đầu tiên, trong đầu lại trống rỗng, tay cũng bắt đầu run rẩy, cả người chảy mồ hôi lạnh. Tiểu Minh, khó hơn cả lên trời, thực sự không được thì cứ từ bỏ đi, tu luyện từ cảnh giới thần thông cũng không tệ. Ngô Bình cười lạnh, cho dù chỉ có thể viết được một chữ, tôi cũng phải viết bằng được. Trong bóng tối, dường như có một luồng sức mạnh vô địch tác động lên người anh, khiến anh không thể suy nghĩ, không thể viết chữ. Anh trừng lớn mắt, bí lực trong thân thể liên tục chảy vào hai tay, tiến vào ngòi bút. Bí lực khai thông hai vũ trụ phụ và chính, sức mạnh của nó có thể giúp Ngô Bình chống lại luồng sức mạnh vô địch kia. Khi toàn bộ bí lực đã tiến vào tay đang cầm bút của anh, ngòi bút cuối cùng cũng bắt đầu chậm chậm chuyển động. 5 phút sau, anh viết ra một chữ đầu tiên, nhưng chỉ một chữ này mà anh mệt đến mồ hôi đầy mình, cả người mỏi như. Tiểu Minh, không tệ, viết ra được một chữ, thì có thể viết được chữ thứ hai, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn chút. Nhưng cậu không cần phải cảm thấy phiền phức, chuyện này đối với cậu cũng là một kiểu rèn luyện. Ngô Bình, rèn luyện gì? Tiểu Minh, sức mạnh ngăn cản ngươi này có lẽ cũng sẽ giống với năng lượng cản trở mà anh cảm nhận được khi tiến vào vũ trụ chính, nếu anh làm quen được với nó thì khi đến vũ trụ chính cũng sẽ không thấy quá đột ngột. Ngô Bình, được thôi, vậy cứ chậm chậm viết. 2 ngày sau, anh mới viết được một trang giấy, khoảng chừng hơn 1.000 chữ, chiếm khoảng 1/15 kinh này. Cũng có nghĩa, với tốc độ hiện tại, nếu anh muốn viết hết toàn bộ thì mất khoảng một tháng. Lúc này Vân Thường đi đến, nói, lão gia, hôm nay là ngày tụ hội đệ tử tinh anh, có cần đi không? Ngô Bình ngây người, bây giờ tôi là đệ tử đứng đầu, đi làm gì? Vân Thường cười nói, giáo chủ vẫn chưa tuyên bố ra ngoài. Nhưng, hai cô con gái nuôi của giáo chủ hôm qua đã đến rồi, vẫn đợi anh ở bên ngoài. Ngô Bình, ừ, dẫn mấy cô ấy tới gặp anh đi. Trong đại sảnh. Hai cô gái nhẹ nhàng bước vào cửa, cả hai quả nhiên đều có vẻ ngoài xinh đẹp, ngay cả Chu Khuynh Thành cũng phải nhún nhường ba phần. Hơn nữa, mỗi cái ra tay nhấc chân của hai cô đều toát ra một nét gì đó rất tao nhã khiến người ta vừa thấy đã thích. Hai cô gái đều có dáng người cân xứng, nước da trắng nõn. Cô có dáng người đẫy đà hơn mặc áo đỏ, cô thon thả hơn mặc đồ màu vàng. Hai cô bước tới nhẹ nhàng quỳ xuống chào, Bích Đào. Như tuyết ra mắt công tử. Ngô Bình đánh giá hai cô, đúng là không thể bắt bẻ, không hổ là cổ nguyệt ngàn dặm mới tìm được một, tuyển ra đều là người đẹp tuyệt sắc. Anh khẽ gật đầu bảo, từ giờ trở đi, các cô hãy coi nơi này thành nhà, không cần phải khách sáo. Vâng thưa công tử, hai người nhìn nhau mỉm cười. Trước đó, các cô đều lo lắng người mình đi theo quá lạnh lùng cứng nhắc thì mình cũng khó sống. Ngô Bình ngồi xuống. Định uống trà, người hầu vừa bưng trà tới, Bích Đào đã đặt nước trà sang bên nói, công tử, Bích Đào rất giỏi pha trà, để tôi làm cho. Ngô Bình cười nói, vậy hả, nếu cô biết pha trà, vậy phải chuẩn bị một ít trà ngon mới được. Bích Đào, công tử, lúc đến Bích Đào có mang theo một ít, anh nếm thử xem mùi vị thế nào. Cô ấy nói xong bèn lấy một cái hộp nhỏ mở ra, bên trong thoang thoảng mùi trà. Ngô Bình là cao thủ nên vừa ngửi đã lộ ra vẻ kinh ngạc đầy vui vẻ nói, trà này rang tốt ghê, giống cũng tốt, ừ còn dùng cả linh dược, có thể coi là linh trà. Bích Đào mừng rỡ, vui vẻ nói, hóa ra, công tử cũng hiểu trà, Bích Đào nể sát đất luôn. Cô ấy thành thạo pha trà xong rồi bưng đến trước mặt Ngô Bình. Như Tuyết cũng không ở không, đi đến sau lưng Ngô Bình nói, công tử, Như Tuyết có biết vài cách mát xa. Anh có muốn thử xem không ạ? Ngô Bình, được rồi. Một đôi tay ngọc ngà nắn bóp bả vai anh, mỗi cái ấn đều vừa đúng, Ngô Bình lập tức cảm thấy hết sức thoải mái, cười nói các cô đã được huấn luyện từ bé nên chắc cũng chịu rất nhiều khổ đúng không? Như Tuyết, nếu không nhịn được thì sẽ chẳng thể bộc lộ tài năng và không có cơ hội đi theo công tử.
Anh là đệ tử đứng đầu, là cậu ấm cô chiêu, là hy vọng trong tương lai của Huyền Minh giáo chúng tôi. Có thể theo hầu bên cạnh anh là niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đi hai người chúng tôi. Ngô Bình, các cô đúng là rất may mắn. Trước đó, hình như giáo chủ định đưa hai cô ra ngoài đúng không? Bích Đào nghe đến đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy. Như vậy thì chúng ta cũng chẳng biết được con đường trong tương lai của mình là gì. Thế nên, chúng tôi rất biết ơn công tử, sau này chắc chắn sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Ngô Bình cười nói, ở bên cạnh tôi thì không cần giữ kẽ như vậy, đều là người một nhà cả. Các cô biết mấy người Vân Thường không? Vân Thường cười bảo, chúng tôi đã ở chung hơn một ngày rồi nên cũng hiểu nhau, giờ đã là chị em cột chèo. Ngô Bình gật đầu, hai người các cô thì tôi chỉ có thể cho làm thiếp mà thôi, hy vọng các cô đừng cảm thấy tủi. Bích Đào cười nói, công tử, chúng tôi có thể đi theo bên cạnh anh đã là vinh hạnh rất lớn rồi, nào còn dám tơ tưởng gì khác chứ? Đừng nói là thiếp, dù là tỳ nữ bên cạnh thôi thì chúng tôi cũng đã thấy đủ rồi. Ngô Bình uống một ngụm trà, mùi vị quả nhiên rất thơm bèn nói, hai người các cô cũng có tu luyện nhưng đều là luyện khí. Sau này, tôi sẽ giúp các cô tăng tu vi lên. Cảm ơn công tử, hai cô đồng thanh đáp. Làm quen với hai cô một chút, thời gian cũng đã đến lúc nên Vân Thường bèn nói, công tử, tiệc đệ tử tinh anh sắp bắt đầu rồi, giờ chúng ta đi luôn hay sao? Ngô Bình, được, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Anh đứng dậy lại bị Vân Thường kéo lại, cô ấy cười nói, công tử, anh phải thay đồ đã. Tuy bộ này cũng được, nhưng có hơi không hợp với trường hợp lắm. Hôm qua, mấy người chúng tôi đi ra ngoài một chuyến đã chọn cho anh mấy bộ quần áo, giờ đi thử xem sao nhé. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Năm cô gái, mỗi người chọn cho Ngô Bình hai bộ đều vô cùng vừa người và trông rất đẹp. Ngô Bình bèn chọn một bộ đi thay. Vân Thường, công tử, đệ tử tinh anh để ý nhất là mặt mũi. Anh không thể đi một mình được, dẫn năm người chúng tôi theo đi. Ngô Bình ngẩn ra, dẫn theo hết ư. Vân Thường cười nói, đệ tử tinh anh ít nhất cũng phải dẫn theo 3-4 tỷ nữ để thể hiện thân phận của mình. Mấy người chúng tôi tự cảm thấy vẻ ngoài của mình cũng khá xinh đẹp. Ngô Bình trái lại cũng không có ý kiến gì, nói, vậy đi cùng đi. Vì thế, Vân Thường, Chu Khuynh Thành, Chu Thiên Mi, Bích Đào, Như Tuyết lần lượt ăn diện đẹp đẽ, lại dẫn theo một vài người hầu. Mười mấy người đi theo Ngô Bình đi đến nơi tổ chức tiệc tinh anh. Tin tức Ngô Bình là đệ tử đứng đầu vẫn chưa được truyền ra, người ngoài cũng không biết, còn tưởng rằng anh chỉ là đệ tử tinh anh. Giờ phút này, trong buổi tiệc, 8 đệ tử tinh anh đều đến. Quả nhiên y như lời Vân Thường nói. Mỗi một đệ tử tinh anh đều dẫn theo hơn 10 người hầu, trong đó đa số là các tiểu thiếp xinh đẹp. Buổi tiệc của 8 người lại có hơn 100 người ở hiện trường. Lúc này, 8 đệ tử tinh anh lần lượt ngồi ở những chỗ khác nhau, chỉ có vị trí cuối cùng là không có ai, đó là để lại cho Ngô Bình. Vị trí đó cũng không được tốt, nhưng cũng chẳng phải là kém nhất. Bấy giờ, trong số 8 người có một gã đệ tử tinh nói, vị Ngô sư đệ mới đến cũng chảnh ghê. Vậy mà giờ còn chưa đến. Một gã đệ tử tinh anh khác nói, dù sao người ta cũng là đệ tử mới, được giáo chủ nhìn chúng và còn trổ hết tài năng trong đại hội bái sư. Có kiêu ngạo một chút cũng có thể hiểu được. Lúc này, chợt có người cười lạnh một tiếng, tên đó là Mã Ngoan, tuy hắn không phải đệ tử tinh anh nhưng lại là người hầu của Hoắc Đình đệ tử đứng đầu đám tinh anh nên cũng có tư cách tham gia buổi tiệc lần này. Hoắc Đình ngồi ở vị trí dễ thấy nhất. Hắn có dáng người cao to, gương mặt đầy uy nghiêm liếc Mã Ngoan một cái rồi nhàn nhạt nói, Mã Ngoan, anh cảm thấy không phục tên tinh anh mới đó hả? Mã Ngoan cười hì hì nói, các sư huynh đều có cảnh giới thần thông, còn có thực lực cực mạnh. Ngô Bình anh ta còn chẳng phải là tu sĩ thần thông, dựa vào cái gì trở thành đệ tử tinh anh? Lẽ nào chỉ với sự thể hiện trong kỳ sát hạch thôi à? Hoắc Đình nhàn nhạt nói, giáo chủ đã quyết định thì đương nhiên có suy nghĩ riêng. Anh đừng có mà nói lung tung. Bấy giờ, ngoài cửa chợt truyền đến một giọng nói, ồ, có người cảm thấy không phục hả? Đứng ra, để anh đây nhìn một cái coi nào. Lúc giọng nói cất lên, ngoài cửa buổi tiệc cũng xuất hiện bóng dáng Ngô Bình. Ngô Bình đến nhưng những đệ tử tinh anh có mặt ở đây lại chẳng có đứng lên,
họ đều dùng một ánh mắt soi mói nhìn anh, có hai người còn cười lạnh. Sự cạnh tranh giữa các đệ tử tinh anh là vô cùng khốc liệt, những người này bản năng cảm thấy khó chịu với Ngô Bình, cũng không chào đón anh gia nhập. Đám Vân Thường, Chu Khuynh Thành đằng sau Ngô Bình, ai ai cũng xinh đẹp, càng khỏi phải nói đến Bích Đào và Như Tuyết. Các cô lập tức khiến những người đẹp trong buổi tiệc dẫm dưới chân, tỏa sáng lấp lánh, không ai có thể cạnh tranh với các cô. Hoắc Đình mỉm cười nói, Ngô Sư Huynh, chúng tôi đã chờ anh rất lâu rồi đó. Ngô Bình nhìn về phía Hoắc Đình hỏi, nghe giọng điệu của anh thì chờ tôi khiến anh khó chịu à? Hoắc Đình không ngờ Ngô Bình lại trực tiếp như vậy, hắn là người mạnh nhất trong số các đệ tử tinh anh, đương nhiên cũng không dễ chọc bèn nhàn nhạt nói, tôi đúng là cảm thấy khó chịu với anh. Lần đầu tiên mọi người tụ tập lại đến trễ, làm vậy rất bất lịch sự. Vân Thường nói, Hoắc Sư Huynh, chúng tôi không muốn mà là đến đúng lúc, chỉ là các anh đến quá sớm mà thôi. Hỗn láo, ở đây đến lượt một tỷ nữ như cô lên tiếng sao, Mã ngoan quát, đứng bật dậy ra vẻ như muốn ra tay. Ngô Bình híp mắt lại, anh là ai, người con gái của tôi mà cũng là loại người như anh có thể quát sao? Quỳ xuống, tự vả miệng 30 cái cho tôi. Anh vừa thốt ra câu này thì tất cả mọi người đều giật mình, sự mạnh mẽ của Ngô Bình khiến mọi người cảm thấy rất bất ngờ. Bộp. Một đệ tử tinh anh khác đập mạnh bàn. Ngô Bình, anh đừng có ngông cuồng, một tinh anh mới đến như anh, đến tu vi cảnh giới thần thông cũng chưa đạt đến, mọi người nể mặt anh nên mới ở đây, anh đừng có không biết tốt xấu. Ngô Bình lạnh lùng đáp, ồ, không biết tốt xấu sao? Anh đang nói tôi đấy à? Người đó trừng mắt nói, đang nói anh đấy. Ngô Bình, các người vốn không xứng ngồi chung với bổn công tử, nên nói là tôi nể mặt các người mới đúng. Người đó giận tái mặt, một người mới như anh có tư cách gì mà ngông cuồng như thế? Mã ngoan nói, sư huynh, không cần phí lời với hắn, để tôi thử xem công phu của hắn thế nào. Mã ngoan vừa nói vừa tiến về phía Ngô Bình, ánh mắt tràn đầy sát khí. Hoắc Đình lạnh lùng đáp, Mã ngoan sư đệ, đừng làm người khác bị thương, nếu không sẽ khó ăn nói với giáo chủ lắm. Ngô Bình nghe người đó tên Mã Ngoan thì nhớ lại người trước đây đã phái người đến đỉnh Cô Tú đánh mình, đấy chính là Mã Ngoan. Thì ra là anh, Ngô Bình nhìn đối phương, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, tốt lắm, tôi đang muốn tìm anh đây. Tên Mã Ngoan đó vừa tiến lại gần, vẫn chưa kịp thi triển phép thần thông thì đã bị một sức hút kéo về trước mặt Ngô Bình. Không biết tại sao, cổ của hắn bị Ngô Bình bóp chặt, cả người mất hết sức lực, mặt đỏ lập tức đỏ bừng lên vì ức chế. Đồ chó, mày cũng xứng gào thét trước mặt tao sao? Rắc rắc. Anh vừa dứt lời thì mạnh tay bẻ gãy cổ của Mã Ngoan. Đương nhiên, Mã Ngoan là tu sĩ, sức sống rất mạnh, cổ gãy nhưng vẫn không chết, có điều hắn đã đau đến mức đầu ướt đẫm mồ hôi, miệng liên tục kêu lên đau đớn. To gan. Các đệ tử tinh anh ai cũng nổi giận, tu sĩ lúc nãy nói Ngô Bình không biết tốt xấu xông thẳng qua. Ánh sáng màu tím phát ra từ trong tay chút xuống đầu anh. Lúc ánh sáng tím chỉ còn cách đầu Ngô Bình nửa mét thì bỗng dưng nổ tung, cùng lúc đó, cơ thể của đệ tử tinh anh đó run lên, hắn nôn ra máu. Hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ phép thần thông có sức sát thương kinh người của mình vẫn chưa chạm đến được cơ thể anh thì đã bị phá giải rồi, đấy là phép gì thế? Ngô Bình tiến đến trước mặt người đó, nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi lạnh lùng nói. Giờ thì anh hiểu tại sao tôi nói anh không xứng rồi chứ. Uy áp đáng sợ đó của anh khiến đệ tử tinh anh này tái mặt, cả người run lên, cảm thấy kinh hãi từ tận sâu trong tâm hồn. Hắn là người thông minh nên liền run run nói, sư huynh, tiểu đệ có mắt không tròng, không biết sự lợi hại của sư huynh, tiểu đệ đáng chết, tiểu đệ xin lỗi sư huynh. Hắn lùi lại vài bước rồi cúi lạy Ngô Bình. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói. Dù sao thì mọi người cũng là đồng môn, tôi cũng không so đo với anh nữa. Anh vừa nói vừa bước đến trước mặt Hoắc Đình, lạnh lùng nói, anh tên Hoắc Đình đúng không? Bắt đầu từ hôm nay, vị trí này là của tôi, anh đứng dậy đi. Hoắc Đình nổi giận, lạnh lùng nói, anh cũng to gan đấy, dám nói chuyện như thế với tôi. Vân Thường, Hoắc Đình, bây giờ công tử nhà tôi là đệ tử số 1 của Huyền Minh Giáo. Anh ấy có quyền quản lý tất cả đệ tử tinh anh và đệ tử chân truyền,
anh nhường chỗ cho anh ấy là hợp với ý trời. Cái gì, đệ tử số 1? Hội trường náo động, tất cả mọi người đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Hoắc Đình lên cao giọng, nói, đệ tử số 1. Vớ vẩn, không thể nào. Ngô Bình đưa tay phải ra, lòng bàn tay xuất hiện một luồng huyền minh tiên khí, sau đó biến thành một bức phù văn. Bức phù văn vừa xuất hiện thì tất cả mọi người ở đó đều có cảm giác sức mạnh trong người mình đang bị khống chế. Tất cả công pháp mà họ tu luyện đều bắt nguồn từ công pháp được sư tổ dựa vào huyền minh tiên khí tạo ra. Vì vậy, một khi gặp phải tiên khí huyền hoàng thật sự, sức mạnh của họ sẽ bị khống chế hoàn toàn. Tiên khí huyền hoàng, Hoắc Đình hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ đứng dậy, quỳ một chân xuống đất, tiểu đệ Hoắc Đình ra mắt đại sư huynh. Tất cả đệ tử của huyền minh giáo đều phải gọi đệ tử số 1 là đại sư huynh, Hoắc Đình cũng không ngoại lệ. Hoắc Đình cũng đã thừa nhận rồi nên những người khác cũng thi nhau quỳ xuống, chào đệ tử số 1 Ngô Bình. Ngô Bình lạnh lùng đáp, đứng dậy cả đi. Hôm nay tôi đến là để gặp mặt mọi người, cùng làm quen với nhau. Chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện không vui như thế này. Đệ tử tinh anh nôn ra máu lớn tiếng, run run nói, đại sư huynh, tiểu đệ đáng chết, tiểu đệ không biết huynh đã là đệ tử số 1, nếu không, chắc chắn sẽ không dám bất kính với huynh như vậy. Ngô Bình lạnh lùng nói, không đánh không quen biết, đều là chuyện nhỏ cả, tôi sẽ không để bụng đâu. Hoắc Đình luôn kính sợ các cao thủ, bây giờ hắn biết sự cách biệt của hai bên thì điều chỉnh lại thái độ ngay, xác định rõ vị trí của mình, hắn lập tức nói, đại sư huynh, chúng tôi vẫn luôn thiếu một lãnh đạo giống như anh, sự xuất hiện của đại sư huynh là may mắn của các tiểu đệ. Ngô Bình nói, mặc dù tôi biết anh đang nói lời khách sáo nhưng anh nói đúng, sự xuất hiện của tôi có lợi cho các anh. Hoắc Đình, tiểu đệ không hề nghi ngờ về chuyện này. Đại sư huynh, mời anh ngồi. Ngô Bình ngồi lên vị trí tốt nhất, Hoắc Đình thì ngồi bên trái anh, dáng vẻ lắng nghe rất chăm chú. Ngô Bình đảo mắt nhìn quanh tám đệ tử tinh anh, cười, nói các anh không hổ danh đều là tinh anh của huyền minh giáo, tu vi đều rất khá, tư chất cũng rất tốt. Không dám nhận, tư chất của chúng tôi so với đại sư huynh như hạt ánh sáng so với mặt trời trên cao, cách nhau 108.000 dặm. Đám đệ tử tinh anh đó thi nhau nịnh bợ, Ngô Bình nghe xong thì phất tay, trước khi tôi đến, có phải các anh đang bàn bạc làm sao để làm khó tôi không? Anh vừa thốt ra thì tất cả đều im lặng. Cuối cùng, Hoắc Đình đã phá tan bầu không khí, hắn thở dài, bởi vậy mới nói chúng tôi có mắt không tròng. Không ngờ lại dám bất kính với đại sư huynh, thật đáng bị phạt. Đại sư huynh, anh phạt chúng tôi sao cũng được, chúng tôi chấp nhận hết. Ngô Bình cười, nói, không cần phải phạt nữa, nói về gia cát của các anh xem thử trước đi. Hoắc Đình bối rối, nói, đại sư huynh, thật ra ý này là của tôi, trước đó chúng tôi định sau khi anh đến sẽ nói lời khiêu khích, để anh đối phó với Tiêu Phá Thiên của Kim Long Môn. Ngô Bình, ô, Tiêu Phá Thiên, hắn là người thế nào? Hoắc Đình, địa vị của Tiêu Phá Thiên ở Kim Long Môn chắc cũng tương đương với đại sư huynh. Cũng là đệ tử giỏi nhất những năm gần đây. Nghe nói bây giờ hắn đã là thần thông tầng 7, xếp thứ 3 trong số đệ tử tinh anh ở Kim Long Môn. Ngô Bình, thần thông tầng 7, tu vi đâu có thấp, lý do các anh khích tôi ra tay là gì? Hoắc Đình, đại sư huynh, anh có biết đệ nhất mỹ nhân của huyền minh giáo chúng ta không? Ngô Bình lắc đầu, chưa nghe nói. Hoắc Đình lại thở dài, đó là vì nửa năm trước. Đệ nhất mỹ nhân Thượng Quan Băng Lan bị hắn bắt cóc, nhốt trong Kim Long Môn. Ngô Bình chau mày, sao Kim Long Môn dám bắt cóc đệ tử của huyền minh giáo chúng ta? Hoắc Đình, vì Kim Long Môn mạnh hơn chúng ta, mặc dù chúng ta biết chuyện này nhưng cũng chỉ đành bó tay. Một người khác nói, thật ra đệ tử nam chúng tôi cũng rất phẫn nộ trước chuyện này, cho rằng như thế là một sự sỉ nhục lớn. Nhưng ngặt nỗi không ai trong số các đệ tử tinh anh là đối thủ của Tiêu Phá Thiên cả. Ngô Bình, vì vậy các anh muốn khích tôi ra tay à? Hoắc Đình nghiêm túc nói, đại sư huynh, có lẽ trước đây chúng tôi muốn gài anh, nhưng bây giờ tiểu đệ có thể chắc chắn 100%, tên Tiêu Phá Thiên đó không phải là đối thủ của anh. Ngô Bình, tại sao nhất định phải cứu cô ta về? Hoắc Đình nghiến răng nói,
vì tên Tiêu Phá Thiên đáng chết đó đã từng đứng trước cửa Huyền Minh giáo ngông cuồng nói là cho chúng ta thời gian một năm, bất cứ tu sĩ nam nào của Huyền Minh giáo đều có thể đến khiêu chiến với hắn, chỉ cần dám gửi thư khiêu chiến thì hắn sẽ ra nghênh chiến. Ngô Bình lạnh lùng đáp, đúng thật là ngông cuồng, đem giấy bút đến đây. Hoắc Đình ngây ra, đại sư huynh, anh đang định. Ngô Bình lạnh lùng đáp, gửi thư khiêu chiến. Mắt Hoắc Đình sáng rực, nếu đại sư huynh ra tay thì Tiêu Phá Thiên chắc chắn sẽ thua. Ngô Bình nhìn Hoắc Đình bình tĩnh nói, cho dù ý định của anh là khiêu khích tôi đánh nhau để ngư ông đắc lợi hay muốn dạy cho Tiêu Phá Thiên một bài học thật, tôi cũng không quan tâm. Tôi thách đấu với Tiêu Phá Thiên chỉ vì tôi muốn hủy diệt uy phong của hắn, tranh một chút quyền lợi cho Huyền Minh giáo. Hay lắm, vài giọng nói vang lên từ bên ngoài, sau đó mấy trưởng lão và giáo chủ xuất hiện. Ngoài các giáo phương còn có mấy người Cửu Quang Thái cũng là nhân vật quan trọng của Huyền Minh giáo. Mọi người nhìn thấy giáo chủ đều bước đến chào. Trương Cổ Nguyệt cười nói, Ngô Bình, cậu muốn gửi chiến thư đến Tiêu Phá Thiên thật sao? Ngô Bình gật đầu, vâng. Trương Cổ Nguyệt, nếu đã gửi chiến thư thì nên trang trọng một chút, lấy danh nghĩa của Huyền Minh giáo. Tôi muốn xem thử Kim Long Môn có dám chấp nhận thách đấu không? Cửu Quang Thái, giáo chủ, vẫn có thể kèm theo điều kiện. Trương Cổ Nguyệt gật đầu, đúng thế, nếu chúng ta thắng thì phải đòi lại mỏ linh tinh. Linh tinh có thể dùng để tạo ra tinh tệ. Giá trị rất cao nên có một mỏ linh tinh tức là có được một cây dụng tiền. Cửu Quang Thái, nếu thế thì chúng ta phải đưa ra lợi ích rất lớn, như thế mới có thể khiến Kim Long Môn hạ quyết tâm. Trương Cổ Nguyệt, chỉ cần lợi ích đủ lớn, Kim Long Môn chắc chắn sẽ mắc câu. Cửu Quang Thái, thế nên chúng ta chỉ cần chắc chắn Ngô Bình có thể thắng. Nói rồi mọi người đều nhìn Ngô Bình. Ngô Bình nói, dù cho có 10 Tiêu Phá Thiên cộng lại cũng không phải là đối thủ của đệ tử. Trương Cổ Nguyệt bật cười ha hả, tốt lắm. Không hổ là đệ tử đứng đầu của Huyền Minh giáo. Ngô Bình, nếu cậu đánh thắng Tiêu Phá Thiên, tôi sẽ chuyển hết quyền lợi của mỏ linh tinh cho cậu. Nghe bà ấy nói thế, mọi người đều rất ngạc nhiên, giá trị của mỏ linh tinh cực kỳ lớn, cứ thế mà đưa cho cậu ta sao? Cửu Quang Thái, giáo chủ. Mặc dù Ngô Bình có công khá lớn nhưng phần thưởng của bà cũng lớn quá rồi, dễ khiến mọi người bất mãn. Trương Cổ Nguyệt nói, ai dám bất mãn? Nếu ai bất mãn thì cứ so vài chiêu với cao thủ của Kim Long Môn đi. Ngô Bình cũng không từ chối, cười nói, đệ tử cảm ơn giáo chủ. Trương Cổ Nguyệt mỉm cười nhìn Bích Đào và Như Tuyết hỏi, cậu có hài lòng không? Ngô Bình, đệ tử vô cùng hài lòng. Trương Cổ Nguyệt gật đầu, còn nữa, đợi sau khi Thượng Quan Băng Lan về, cậu cưới nó làm vợ. Ngô Bình ngạc nhiên, cưới cô ấy. Trương Cổ Nguyệt, Thượng Quan Băng Lan là người xinh đẹp nhất của giáo phái chúng ta, cậu không động lòng sao? Ngô Bình, nhưng... Trương Cổ Nguyệt, không có nhưng gì cả, cậu có biết tại sao Tiêu Phá Thiên lại muốn bắt nó đi không? Vì Thượng Quan Băng Lan có thể chất trời chọn đấy. Không đợi Ngô Bình hỏi. Ông ấy đã giải thích, thể chất trời chọn là thể chất đạt được từ người khác. Nếu nó muốn, nó có thể cường hóa tư chất của người đàn ông đầu tiên của mình, thậm chí tăng cường vận mệnh của người đó. Đây là lần đầu tiên vũ trụ minh cổ có thể chất trời chọn đấy. Ngô Bình, phải trong trường hợp cô ấy sẵn lòng thì thể chất trời chọn mới có thể có tác dụng. Trương Cổ Nguyệt, ừ, đúng vậy. Thế nên dù Tiêu Phá Thiên có bắt Thượng Quan Băng Lan đi, hắn cũng không dám vô lễ với nó, ngược lại còn phải lấy lòng nó. Ngô Bình, cậu có thể chiếm được trái tim của nó hay không thì còn phụ thuộc vào bản lĩnh của cậu. Ngô Bình, đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Trương Cổ Nguyệt, được rồi, thanh niên mấy đứa nói chuyện đi, bọn ta không làm phiền nữa. Tiễn mấy người Trương Cổ Nguyệt đi, các đệ tử ưu tú càng thêm kính phục Ngô Bình, đều lần lượt bước đến mời rượu, muốn làm cho quan hệ thêm thân thiết. Sau khi đại hội tinh anh kết thúc, Ngô Bình về đến đỉnh Cô Tú tiếp tục viết kinh sách. Viết đến tối, anh mới ra ngoài nghỉ ngơi chốc lát, Ngọc Tiên Kiều được Vân Thường dẫn đến. Thưa công tử, cô Ngọc muốn về nhà. Ngô Bình gật đầu, ừ, cô Ngọc, nhà họ Đà đã bị tiêu diệt, cô có thể yên tâm về được rồi. Ngọc Tiên Kiều cười nói, cảm ơn công tử đã nghĩa hiệp ra tay cứu giúp,
cả đời này Tiêu Kiều cũng sẽ không quên ơn này. Ngô Bình nói với Vân Thường, đem cho cô Ngọc vài tinh tệ làm lộ phí. Vâng thưa cậu. Tiễn Ngọc Tiên Kiều đi, Chu Thiên Mi cười nói, sao anh không giữ cô ta lại? Ngô Bình, có các cô còn không đủ sao? Chu Thiên Mi nghĩ cô ta rất tốt, dù xét về ngoại hình hay nhân phẩm. Ngô Bình, không nhắc đến cô ta nữa. Vân Thường, tối nay tôi sẽ dạy cô tu luyện trước. Vân Thường cười nói, vâng. Thế là Ngô Bình dành cả buổi tối dùng linh khí và bí lực để nâng thực lực của Vân Thường lên đến luyện khí cấp 10. Thông thường một người dù có đủ tư chất cực tốt cũng rất khó tu luyện đến cảnh giới bí lực một cách vẹn toàn. Nhưng nếu có Ngô Bình giúp thì mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Ngày hôm sau, Ngô Bình nghỉ ngơi một lúc, sau đó đến gặp Trương Cổ Nguyệt. Trương Cổ Nguyệt và nhóm thành viên cấp cao của Huyền Minh giáo đang đợi anh, Ngô Bình vừa đến, Trương Cổ Nguyệt cười nói, Ngô Bình, quả nhiên Kim Long Môn đã chấp nhận lời thách đấu. Hơn nữa đối phương còn dùng đến kế sách liên hoàn. Ngô Bình tò mò hỏi, kế sách liên hoàn là sao? Trương Cổ Nguyệt, lần này Kim Long Môn sẽ cử hai cao thủ. Nếu Tiêu Phá Thiên bị đánh bại, họ sẽ cử người thứ hai. Người này tên là Hiên Viên Long Uy, là người đứng đầu trong số các đệ tử ưu tú của Kim Long Môn, thần thông cấp 9. Khi người này tu luyện cảnh giới bí lực luyện khí đã lĩnh hội được 12 loại bí lực. Ngoài ra hắn còn nhiễm phải 3 loại tiên khí mà Kim Long Môn sở hữu. Ngô Bình nói, chỉ là nhiễm phải sao? Đệ tử còn tưởng là luyện hóa. Trương Cổ Nguyệt nghiêm túc nói, Ngô Bình, lần này Huyền Minh giáo đã đánh cược cả tôn nghiêm và lợi ích rất lớn. Nếu thua ván đầu, chúng ta sẽ mất hai mỏ quặng. Nếu thua ván thứ hai, không chỉ phải trả lại những gì đã thắng trước đó mà còn phải nhường 1/3 lãnh thổ của Huyền Minh giáo cho đối phương. Ngô Bình cười nói, quả là một canh bạc lớn. Trương Cổ Nguyệt, dĩ nhiên Kim Long Môn cũng đã thể hiện đủ thành ý. Nếu cậu có thể đánh thắng Hiên Viên Long Uy, chúng ta có thể lấy đi 1/4 lãnh thổ của Kim Long Môn, trong đó bao gồm mười mấy mỏ quặng có giá trị, cũng có rất nhiều người dân. Ngô Bình, giáo chủ, nếu Kim Long Môn thua có phải sẽ chó cùng cắn dậu không? Trương Cổ Nguyệt, trong cuộc so tài lần này, cả hai bên đều đã hẹn với những nhân vật quan trọng, nếu ai dám nuốt lời, người làm chứng sẽ không ngồi yên mặc kệ, dù sao họ cũng đã sẽ lấy được ít lợi ích gì đó. Ngô Bình nhíu mày, người chứng kiến cũng được lợi sao? Trương Cổ Nguyệt nói, đương nhiên, không có lợi ích thì ai lại sẵn lòng làm chứng cho chúng ta? Cho dù ai được lợi thì đều sẽ lấy 1/4 trong đó chia cho người làm chứng. Ngô Bình tò mò hỏi, người chứng kiến là ai thế? Cửu Quang Thái, một cường giả thần thông đến từ vũ trụ đạo cảnh tầng 5, một cường giả thần thông khác đến từ vũ trụ đạo cảnh tầng 6. Trương Cổ Nguyệt, điều này không quan trọng, chỉ cần có thể thắng hai người liên tiếp, Huyền Minh giáo có thể được phục hưng. Đến lúc đó, Ngô Bình cậu chính là người có công lớn của Huyền Minh giáo. Ngô Bình, không dám nhận, đều là chuyện đệ tử nên làm. Lúc này Trương Cổ Nguyệt nói, Ngô Bình, cậu đi theo tôi. Hai người đi vào một căn phòng riêng, Trương Cổ Nguyệt nói, tôi biết vị trưởng lão Liễu đó đã chết. Ngô Bình giật mình nói, giáo chủ đã biết từ trước. Trương Cổ Nguyệt cười nói, tôi cũng mới biết gần đây, dù sao cậu cũng là đệ tử đứng đầu, thân phận thật sự cần phải được điều tra chi tiết rõ ràng, nên tôi đã bảo người đến vũ trụ trấn đán rồi. Ngô Bình thở dài, thành thật xin lỗi, không thể nói thật với giáo chủ. Trương Cổ Nguyệt cười nói, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi nói những lời này chỉ là muốn thẳng thắn với cậu để không còn khoảng cách với nhau. Trưởng lão Liễu cũng đã chết rồi. Cậu có đến từ vũ trụ cao cấp hay không cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cậu là thiên tài thật sự, là nhân tài có thể giúp tôi phục hưng lại Huyền Minh giáo. Thế nên từ nay về sau, cậu là đệ tử đứng đầu của Huyền Minh giáo, cho dù trước đây đã xảy ra điều gì cũng không ảnh hưởng đến cậu của hiện tại. Ngô Bình cúi người với Trương Cổ Nguyệt, cảm ơn giáo chủ đã tin tưởng. Trương Cổ Nguyệt nói, thế nên Huyền Bình này, bây giờ cậu có thể dùng tên thật của mình rồi. Ngô Bình cười nói, vâng. Trương Cổ Nguyệt, sau khi chuyện này kết thúc, cậu có thể về thăm gia đình của mình. Với tư cách là đệ tử đứng đầu của Huyền Minh giáo, tôi nghĩ rằng không ai trong vũ trụ trấn đán dám chọc đến cậu.
Ngô Bình, đệ tử đi đi về về, tu vi cũng bị ảnh hưởng phải không ạ? Trương Cổ Nguyệt, ừ, vì cậu được sinh ra trong vũ trụ chấn đán nên một khi cậu quay về thì cậu sẽ chuyển sang trạng thái tu luyện trước đây của mình. Có không ít người trong chúng tôi cũng đã gặp phải vấn đề này nhưng vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết. Ngô Bình gật đầu, vậy cũng không sao, thực lực của vũ trụ chấn đán của đệ tử rất khó gặp được đối thủ. Trương Cổ Nguyệt, vậy thì tốt. Tóm lại, Huyền Minh giáo là hậu thuẫn khá mạnh của cậu, dù cậu có làm gì, bọn tôi cũng sẽ ra sức ủng hộ. Hai người nói xong chuyện rồi thì quay lại chỗ ban đầu, Trương Cổ Nguyệt nói, các vị, cũng đã không còn sớm nữa, xuất phát thôi. Đoàn người khí thế hùng hổ, xuyên qua các tầng mây bay về phía địa điểm chiến đấu. Ở giữa Kim Long Môn và Huyền Minh giáo có một đỉnh núi này không thuộc quyền sở hữu của bên nào cả, phù hợp để làm nơi hẹn chiến của hai bên. Khi lên đến đỉnh núi chỉ thấy đã có rất nhiều người đã đến đây, thậm chí không trung xung quanh đỉnh núi cũng có không ít tu sĩ đến xem. Huyền Minh giáo và Kim Long Môn đều là những thế lực lớn ở đây, tất nhiên cuộc so tài giữa họ sẽ thu hút một lượng lớn người đến xem. Mấy người Ngô Bình đáp xuống đỉnh núi. Đưa mắt nhìn sang, thế trận của Kim Long Môn rất mạnh, không chỉ có môn chủ mà các cao thủ trưởng lão trong môn phái cũng đến. Kim Long Môn không thể không xem trọng chuyện lớn liên quan đến một phần tư lãnh địa. Ngô Bình lại không thèm nhìn đối phương lấy một cái, vừa đáp xuống đất, anh đã một hòn đá rồi ngồi xuống. Trương Cổ Nguyệt chắp tay với Kim Long Môn, để các vị đợi lâu rồi. Một tu sĩ đồ đen bước ra, cười nói, được Huyền Minh giáo và Kim Long Môn tin tưởng, tôi được vinh hạnh trở thành người chứng kiến trận đấu cược lần này. Lại một người đàn ông áo trắng bước ra, lạnh nhạt nói, tôi cũng rất vinh hạnh, bây giờ mời hai bên thống nhất quy tắc và ký vào hiệp nghị đấu cược. Thế là Trương Cổ Nguyệt và môn chủ của Kim Long Môn cùng bước lên trước, lần lượt ký tên và lăn dấu tay dưới sự chứng kiến của hai người chứng kiến. Sau khi hoàn tất mọi trình tự, môn chủ Kim Long Môn nói, Tiêu Phá Thiên, nếu cậu thắng trận này, 1/3 lãnh địa mà Huyền Minh giáo giao sẽ thuộc về cậu. Môn chủ Kim Long Môn là một người trung niên, gương mặt vuông vức, râu dài đen nhánh, chẳng có bao nhiêu tóc cả, chỉ có vài sợi tóc màu vàng nhạt mọc xung quanh. Người này tên là Tả Nguyên Thần, đã ngồi ở vị trí môn chủ Kim Long Môn này hơn 100 năm rồi. Kim Long Môn cũng trở nên mạnh hơn dưới sự lãnh đạo của ông ta, áp đảo đến mức Huyền Minh giáo gần như không thở nổi. Một đệ tử của Kim Long Môn bước ra, người này mặc một chiếc áo giáp màu đen, mày rậm, mắt hạnh nhân, dáng người không cao, vẻ ngoài nhìn qua hơi giống phụ nữ, chẳng hợp với tên của hắn gì cả. Lúc đến, Ngô Bình đã biết thông tin về Tiêu Phá Thiên, mặc dù Tiêu Phá Thiên này khá đẹp, giống phụ nữ nhưng cách làm việc của hắn lại vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán, hắn là một người rất khó đối phó. Tiêu Phá Thiên bước lên sàn đấu, cạnh của sàn đấu được khoanh tròn bằng bút đỏ, diện tích không lớn, hơn 100 mét vuông. Đứng vào trong vòng tròn, hắn nhìn sang Ngô Bình, lạnh nhạt nói, sao nào, anh sợ rồi à? Lúc này Ngô Bình vẫn còn ngồi trên tảng đá, không nhìn hắn lấy một cái. Nghe hắn nói thế, cuối cùng anh cũng đứng lên nói, một con sâu bọ muốn khiêu chiến với tôi nên tôi cũng không để ý lắm, xin lỗi nhé. Nói rồi anh bước vào trong vòng tròn. Tiêu Phá Thiên cũng không có tức giận nói, anh là đệ tử đứng đầu của Huyền Minh giáo, tôi còn tưởng rằng anh là nhân vật lợi hại nào chứ, giờ nhìn lại mới thấy chỉ là một nhân vật nhỏ luyện khí mà thôi. Ai cho anh can đảm dám đến đây khiêu chiến với tôi vậy? Là anh không muốn sống nữa hay là Trương Cổ Nguyệt của Huyền Minh giáo không muốn anh sống? Ngô Bình, tài ăn nói của anh cũng được đấy, tiếc là có nói thế nào cũng không thể thay đổi kết quả được đâu, ngay khi anh chấp nhận chiến thứ thì anh đã là người chết rồi. Tiêu Phá Thiên, đúng thế, có nói nhiều cũng vô ích. Vậy thì chúng ta cứ xem thực lực thật đi. Vừa dứt lời, dưới chân hắn xuất hiện một làn khói. Làn khói ấy như có sự sống biến thành 12 sợi dây khói lao về phía Ngô Bình. Cẩn thận, đây là linh yên công của Kim Long Môn, trong làn khói có các tia cực nhỏ, vô cùng sắc bén, cửu quang thái lập tức nhắc nhở. Hai tay Ngô Bình vỗ vào nhau, tiên lực huyền minh trong cơ thể anh ngưng tụ thành một sợi chỉ màu vàng, sau đó xoay quanh anh như tia chớp, cuối cùng tạo ra một tấm chắn bảo vệ màu vàng. 12 sợi dây khói lao đến.
vừa lúc chạm vào tấm chắn bảo vệ rồi vang lên tiếng phụt phụt, những tia cắt ẩn hiện trong làn khói lần lượt bị đứt gãy. Tiêu Phá Thiên cực kỳ ngạc nhiên, hai tay vỗ tay vào nhau. Lần này, làn khói dày đặc phun ra từ mặt đất rồi bao vây quanh Ngô Bình. Thế nhưng tấm chắn bảo vệ của Ngô Bình đã xuyên vào lòng đất, dù hắn có phóng ra nhiều khói linh đi chăng nữa thì cũng không thể nào đột phá được. Ngược lại khói linh này vừa chạm vào tấm chắn bảo vệ thì lập tức bốc cháy, tựa như bên trong có thứ gì đó bị hủy diệt. Thấy thế mà Tả Nguyên Thần không tốt lắm, một trưởng lão ở phía sau nói, môn chủ, tình hình không ổn, u sát linh yên của Tiêu Phá Thiên thế mà lại không thể phá vỡ tấm chắn bảo vệ. Nếu không phá được thì không thể uy hiếp được đối phương, như thế lại khó đánh. Tả Nguyên Thần, đừng vội, Tiêu Phá Thiên vẫn còn tuyệt học chưa thi triển mà. Ngô Bình đứng đó khoan thai nói, Tiêu Phá Thiên, anh chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Có phải Kim Long Môn các người hết người rồi hay không mà sao lại phái một tên vô dụng như anh lên đánh chứ? Tiêu Phá Thiên hừ một tiếng, anh nói thế hơi sớm rồi đấy, Mã Yên tuyệt sát. Vừa dứt lời hai tay hắn làm ra pháp quyết, đột nhiên có 24 ma ảnh bay ra từ trong cơ thể hắn, những ma ảnh này đi vào trong khói linh rồi biến thành 12 ma quái, hình dạng vô cùng quỷ dị hệt như thực thể đang lao đến vậy. Tấm chắn bảo vệ của Ngô Bình bị ma quái đánh cho kêu vang, anh mặt không biến sắc cười nói, tôi còn tưởng anh có bản lĩnh gì hay, hóa ra chỉ phóng ra mấy hồn ma, hơ hơ, trẻ con quá đấy. Tiêu Phá Thiên dùng hết sức thi triển, nhưng ma quái vẫn không thể phá được tấm chắn bảo vệ. Nửa phút sau, hắn biết không thể cứ tiếp tục như thế được, thế là hắn cắn đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết vào trong làn khói. Ma quái lập tức gào lên, sau đó tấn công kịch liệt về phía Ngô Bình. Tấm chắn bảo vệ vẫn không bị phá, nhưng Ngô Bình lại mất kiên nhẫn nói, màn biểu diễn của anh kết thúc rồi. Nói rồi anh kích phát bí lực cao cấp, không khí xung quanh lập tức trở nên méo mó, sau đó làn khói bắt đầu rơi xuống đất, cuối cùng tạo ra một vùng bùn đen trên mặt đất. Ngô Bình thu lại tấm chắn bảo vệ, lạnh nhạt nói, bây giờ tôi sẽ cho anh thấy tuyệt học mạnh nhất của Huyền Minh giáo, Huyền Minh sát chỉ. Thật ra Huyền Minh sát chỉ là một trong những sát kỹ mà tổ sư phụ của Huyền Minh giáo lĩnh hội được sau khi có được Huyền Minh tiên khí. Có nói thế nào thì Ngô Bình cũng là đệ tử số một của Huyền Minh giáo, nếu không nắm được một số tuyệt học của Huyền Minh giáo thì thật vô lý, thế là anh dùng 15 phút, học một số sát kỹ tuyệt học của Huyền Minh giáo, Huyền Minh sát chỉ này là một trong số đó. Đương nhiên, Huyền Minh sát chỉ mà Ngô Bình thi triển có uy lực mạnh gấp rất nhiều lần nguyên bản. Vì dù sao thì trong cơ thể anh cũng có Huyền Minh tiên khí. Một luồng sát quang lớn bằng ngón tay phóng ra, lập tức xuyên thủng trán Tiêu Phá Thiên, tạo ra một hộp máu. Tiêu Phá Thiên kinh ngạc, cơ thể cứng đờ rồi từ từ ngã xuống đất. Không khí bỗng trở nên yên lặng, Tả Nguyên Thần đến bên xác Tiêu Phá Thiên, thử kiểm tra xem hắn còn sống hay đã chết, sau đó thì thở dài, nhìn sang Trương Cổ Nguyệt. Nhả từng chữ, xem ra Huyền Minh giáo vẫn còn có nhân tài. Trương Cổ Nguyệt lạnh lùng nói, vẫn còn trận thứ hai. Tả Nguyên Thần cười khẩy, thiên tài này của ông sẽ phải bỏ mạng ở trận thứ hai. Trương Cổ Nguyệt, chưa biết thắng thua thì có nói gì cũng vô dụng. Tả Nguyên Thần không nói thêm nữa, quay về chỗ cũ. Người làm chứng cao giọng nói, trận thứ nhất đã kết thúc, Huyền Minh giáo thắng. Theo như cam kết, Kim Long Môn sẽ nhường mỏ khoáng linh tinh ở phía nam cho Huyền Minh giáo. Nếu mọi người không có ý kiến thì có thể tiếp tục trận thi đấu thứ hai, hai bên gồm Hiên Viên Long Uy của Kim Long Môn và Ngô Bình của Huyền Minh giáo. Hiên Viên Long Uy bước ra, nhìn Ngô Bình bằng vẻ mặt không cảm xúc, nói thực lực của anh vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, có điều cũng vô dụng thôi, khoảng cách giữa chúng ta quá xa. Bây giờ nếu anh nhận thua thì tôi sẽ không giết anh. Ngô Bình, đấy cũng là điều mà tôi muốn nói với anh. Hiên Viên Long Uy, nếu như anh đã muốn chết thì hãy bắt đầu đi. Bỗng dưng lửa bốc cháy mạnh phía sau lưng anh, thấp thoáng trong ánh lửa là 36 người, người nào người nấy cũng phát ra khí tức cực mạnh. Ngô Bình biết 36 bóng người mờ ảo đó đại diện cho 36 phép thần thông mà anh tu luyện, mỗi phép thần thông đều bao gồm một sức mạnh thần thông. Người của Huyền Minh giáo ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc. Trong hiện tượng này, tất cả 36 phép thần thông đều là thần thông thượng phẩm.
Đúng thế, một phép thần thông thượng phẩm bằng 10 phép thần thông hạ phẩm. Chắc 36 thần thông thượng phẩm với thực lực đáng sợ cũng là những nhân vật vô địch trong cảnh giới thần thông nhỉ. Lúc mọi người đang bàn tán thì lại có 5 lớp tiên quang xuất hiện bên ngoài ngọn lửa, mỗi lớp tiên quang đại diện cho một loại tiên lực. Gì cơ, cậu ta còn có cả 5 loại tiên lực à? Đến cả Trương Cổ Nguyệt cũng bất ngờ, bất giác nhìn sang Ngô Bình. Thiên viên Long Uy bước ra, mặt đất liền có vô số phù văn bay lên, thấp thoáng kết thành những trận pháp. Trên người hắn cũng có phù quang lấp lánh, rõ ràng là đã tu luyện rất nhiều công pháp lợi hại. Trời ơi, thiên viên Long Uy này thật quá đáng sợ, e rằng cao thủ đạo cảnh cũng phải nể sức mạnh của cậu ta. Ngô Bình thấy thiên viên Long Uy ra sức thể hiện thì hơi bực bội, thế là anh tiến đến trước mặt hắn, tung một đấm. Võ đạo của anh cao hơn thiên viên Long Uy rất nhiều lần, sức mạnh cũng lớn hơn. Thiên viên Long Uy đau bụng, cong người, vẻ mặt đau đớn. Lúc này, mặc dù biết rất nhiều phép thần thông nhưng hắn lại không thể thi triển được. Ngô Bình lại đấm 2 đấm nữa khiến hắn ngã xuống sàn, sau đó vừa đấm vừa đá thiên tài này của Kim Long Môn. Mỗi một cú đấm và đá của anh đều chứa đầy tiên lực và bí lực cực mạnh, chỉ cần bị đánh trúng thì đối phương sẽ mất hết sức chiến đấu. Tất cả mọi người đều ngây ra, họ tưởng tượng ra rất nhiều cục diện nhưng lại không nghĩ đến được cục diện trước mắt. Chiêu thức của Ngô Bình giống như cách đánh của nông dân dưới quê hay của lưu manh ngoài phố nhưng thiên viên Long Uy dũng mãnh lại không thể chống trả, chỉ có thể ôm đầu kêu la thảm thiết. Tả Nguyên Thần không thể xem tiếp nữa, ghi giọng nói, dừng tay. Nhưng Ngô Bình không hề có ý dừng lại, anh vừa đánh vừa nói, hắn chưa nhận thua. Tả Nguyên Thần nắm chặt nắm đấm, thiên viên Long Uy là thiên tài của Kim Long Môn, không thể chết như thế được. Nhưng đồng thời ông ta cũng hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc, vì một khi thiên viên Long Uy nhận thua thì Kim Long Môn sẽ thất bại thảm hại. Thiên viên Long Uy, không thể nhận thua, ông ta hét lớn. Toàn thân thiên viên Long Uy bỗng bốc cháy với ngọn lửa màu tím, uy áp đáng sợ đẩy Ngô Bình ra xa. Thiên viên Long Uy bị đánh đến mặt mày bầm tím, từ từ đứng dậy, hai mắt cũng toát ra ánh lửa màu tím. Hắn nhìn Ngô Bình chằm chằm, gần từng chữ, thực lực của anh rất mạnh nhưng tôi sẽ không thua. Đây là sức mạnh linh diễm tiên thiên, cậu ta đã luyện hóa được linh diễm tiên thiên. Ngô Bình dùng phép nhìn thấu vạn vật thì phát hiện trong đan điền của thiên viên Long Uy có một ngọn lửa lớn bằng hạt đậu, ngọn lửa màu tím chính là lửa tiên thiên. Linh diễm tiên thiên rất quý giá, đó là ngọn lửa năm xưa còn sót lại khi người tạo ra vũ trụ đạo cảnh dùng lửa. Nói một cách đơn giản, thật ra ngọn lửa tiên thiên là linh diễm của vũ trụ chính, giá trị không thể đo lường. Thiên viên Long Uy xông qua, hai nắm đấm mang đầy lửa. Ngô Bình vẫn thản nhiên, tay cầm dao găm, đợi đối phương tiến lại gần thì đột ngột khom người, sau đó lùi ra xa. Lúc này, thiên viên Long Uy đơ người, hắn từ từ cúi đầu xuống và nhìn thấy bụng của mình đã bị cắt rách, linh diễm bên trong đã bị người ta lấy đi mất. Ở cách đó không xa, Ngô Bình cầm một đốm lửa trong tay, mặc dù sức mạnh của ngọn lửa rất lớn, có thể đốt cháy vạn vật nhưng ngoài ra của anh có một lớp huyền minh tiên khí có thể bảo vệ anh không bị thương. Thiên viên Long Uy bước loạng choạng mấy bước, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ, sao anh có thể làm được? Tôi dùng 5 loại tiên lực mới phong ấn nó, sau đó mượn chưa đến 1/1000 sức mạnh của nó để dùng, nhưng anh thì lại có thể lấy nó ra trực tiếp. Ngô Bình há miệng nuốt ngọn lửa vào bụng, ngọn lửa chạy vào trong đan điền. Lúc này, tiên lực trong cơ thể anh liền bao trùm lấy nó, sau đó ngưng tụ thành một ngọn đèn tiên, đón lấy linh diễm. Bỗng dưng, ngọn lửa sáng rực lên, sức mạnh của ngọn lửa tràn vào cơ thể và nguyên thần của anh, khiến anh cảm thấy vô cùng sảng khoái, thần kỳ không thể tin nổi. Thiên viên Long Uy tuyệt vọng, hắn cười thảm thương, gia tộc của tôi đã phải trả giá vô số vì nó mới có thể giúp tôi mượn được sức mạnh của linh diễm, còn anh thì lại có thể nhẹ nhàng có được nó, anh chỉ là cấp luyện khí, sao lại có thể làm được? Trương Cổ Nguyệt lạnh lùng đáp, có gì đâu phải thắc mắc. Ngô Bình đến từ vũ trụ đạo cảnh cấp cao, cậu thua là đúng. Thiên viên Long Uy trợn mắt, ngất lịm đi. Nhưng không có ai của Kim Long Môn quan tâm đến hắn, họ đều đang kinh ngạc và hoảng sợ. Kinh ngạc vì sự mạnh mẽ của Ngô Bình,
hoảng loạn vì sắp phải nhường lãnh thổ lại cho Huyền Minh giáo. Trận thứ hai, Ngô Bình của Huyền Minh giáo thắng. Theo cam kết, Kim Long Môn phải cắt đất ở phía nam giao cho Huyền Minh giáo. Vẻ mặt Tả Nguyên Thần nặng trĩu, ông ta nhìn Ngô Bình hằm hằm rồi lạnh lùng nói, Kim Long Môn sẽ không nuốt lời, nhưng Huyền Minh giáo các người hãy nhớ cho kỹ, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Trương Cổ Nguyệt, xin hãy đưa nữ đệ tử bổn giáo, Thượng Quan Băng Lan về lại. Tiêu Phá Thiên tử trận, Hiên Viên Long Uy cũng thua cuộc, dựa theo ước định Thượng Quan Băng Lan phải được đưa về Huyền Minh giáo. Ở phía Kim Long Môn, một cô gái được đẩy ra, vẻ ngoài cô ấy rất xinh đẹp, không hổ là đệ nhất mỹ nữ Huyền Minh giáo. Chỉ là vẻ mặt cô ấy lạnh lẽo, tựa như không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Thượng Quan Băng Lan mặc bộ đồ đỏ, đến trước mặt Trương Cổ Nguyệt, khẽ khom người, giáo chủ. Trương Cổ Nguyệt gật đầu, ông ấy gọi Ngô Bình đến, cười nói, hai người nói chuyện đi. Nói xong, ông ta đi sang bên cạnh giải quyết công việc. Thượng Quan Băng Lan cũng không muốn nói chuyện, thậm chí cô ấy còn không buồn nhìn Ngô Bình. Cô ấy vừa được thả ra, vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được một việc đều liên quan đến người đàn ông xa lạ trước mặt. Ngô Bình hỏi, Thượng Quan sư muội, cô muốn quay về Huyền Minh giáo với tôi không? Thượng Quan Băng Lan, tự tôi biết đường. Ngô Bình khẽ cười, cũng được, vậy tôi về trước. Chuyện sau đó không cần anh phải can dự nữa. Mấy người Trương Cổ Nguyệt tiếp tục ở lại, còn anh thì do mấy vị trưởng lão hộ tống, quay về Huyền Minh giáo. Ngô Bình vừa đi, một trưởng lão đã đi đến, nói, Băng Lan, anh ta là đệ tử đứng đầu Huyền Minh giáo, vừa nãy đã giết chết Tiêu Phá Thiên, chiến thắng Hiên Viên Long Uy, lập được nhiều chiến công cho Huyền Minh giáo. Giáo chủ có ý tác hợp hai người, còn có nguyện ý không? Thượng Quan Băng Lan có chút kinh ngạc, nói, xem ra anh ta rất lợi hại, nhưng con không có hứng thú với anh ta. Trưởng lão này là sư tôn của Thượng Quan Băng Lan, ông ấy lắc đầu, Băng Lan, cơ hội hiếm có. Nếu con không hài lòng với anh ta, thì trên thế giới này không ai có thể khiến con coi trọng được đâu. Thượng Quan Băng Lan lạnh nhạt nói, vậy sao? Chiêu Thiên Liệt thì sao? Nghe thấy cái tên Chiêu Thiên Liệt. Vẻ mặt trưởng lão kia bỗng u ám, anh ta đã mất tích 3 năm rồi, còn vẫn chưa quên được anh ta. Thượng Quan Băng Lan, anh ấy không mất tích, chỉ là bế quan tu luyện mà thôi. Đợi anh ấy xuất hiện thì đệ tử đứng đầu ở trước mặt anh ấy cũng chẳng là gì cả. Trưởng lão nghe xong lập tức lắc đầu, con không nghe thì thôi vậy, nhưng con sẽ hối hận. Ở bên kia, nhóm người Ngô Bình đáp xuống Huyền Minh giáo, thì đã nghe thấy tiếng hô hào như sóng rền. Thì ra, các đệ tử Huyền Minh giáo đã biết tin, lúc này đều tập trung trên các đỉnh núi, vung tay chúc mừng Ngô Bình chiến thắng. Lúc này dù là đệ tử tinh anh hay là đệ tử chân truyền, thì tất cả mọi người đều xem Ngô Bình như thần linh, vô cùng kính trọng anh. Ngô Bình thấy vậy, thì vẫy tay đáp lại, mọi người lại hô hào một hồi. Quay về núi Cô Tú, mấy cô gái đều vui mừng, Vân Thường nói, lão gia, kể từ bây giờ, vị trí đệ tử đứng đầu của lão gia không ai có thể lay động được. Ngô Bình, có phải đệ tử đứng đầu hay không, tôi cũng không quan tâm mấy, chỉ cần có đủ tài nguyên tu hành, thì mọi chuyện không là vấn đề. Sau đó anh nói, qua mấy ngày nữa, tôi muốn về nhà một chuyến. Vân Thường, là quay về vũ trụ trấn đán sao? Ngô Bình gật đầu, dạo này danh tiếng tôi lan truyền quá rộng, rời đi một thời gian cũng tốt. Vân Thường, chúng tôi cùng về với công tử. Ngô Bình cảm kích trong lòng, mọi người đều là tu sĩ vũ trụ cao cấp, nếu đến vũ trụ trấn đán, thực lực có thể sánh với cao thủ kỷ nguyên bên chúng tôi, thậm chí là cao thủ cấp vũ trụ. Vân Thường cười nói, vậy công tử có thể nâng cao thực lực của chúng tôi thêm, đợi đến cảnh giới thần thông rồi hãy đi. Ngô Bình cười nói, cảnh giới thần thông cũng không khó. Mấy ngày này, tôi sẽ nâng cao tu vi của mọi người. Sẵn tiện lại luyện chế thêm ít đan dược. Hiện tại Ngô Bình là đệ tử đứng đầu, lượng tài nguyên sử dụng rất lớn, có thể tùy ý dùng dược liệu của Huyền Minh giáo, chuyện luyện đan này cũng thuận tiện hơn. Thế nhưng, trước khi luyện đan, anh phải luyện hóa tiên thiên linh diễm trước. Hiện tại linh diễm chỉ là bị anh khống chế, chứ chưa bị anh luyện hóa. Mà muốn thực sự luyện hóa linh diễm, là một chuyện rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị thiêu thành tro.
Lúc này, âm thanh của Tiểu Minh vang lên trong đầu anh. Linh diễm này rất có ích cho cậu, nhưng không cần vội luyện hóa nó, có thể luyện hóa nhiều tiên khí trước, sau đó lại luyện hóa nó. Ngô Bình, cũng được, vậy không cần vội về nhà. Sau đó, Ngô Bình với sự giúp đỡ từ Tiểu Minh, lần lượt luyện hóa rất nhiều tiên khí. Nhưng luyện hóa tiên khí khá chậm, lại thêm anh còn phải viết công pháp, vì vậy mỗi ngày gần như không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi. 10 ngày sau, tu vi mấy cô gái lần lượt đạt đến cảnh giới thần thông, Ngô Bình bảo bọn họ tự mình tu luyện, anh thì tiếp tục luyện hóa tiên khí, viết Thiên Huyền Bí Kinh. Mỗi ngày, Ngô Bình đều phải luyện hóa trên 3 loại tiên khí trong thân thể càng nhiều, anh càng cảm thấy sức lực càng mạnh. Khi anh luyện hóa đến tiên khí thứ 72, anh bỗng cảm thấy với thể chất hiện tại của anh, thì không cách nào tiếp tục luyện hóa nữa, bèn ngừng lại, chuyển sang luyện hóa linh diễm. Sức mạnh do 72 loại tiên lực đan xen tạo thành, cơ thể dễ dàng khống chế linh diễm. Như Tiểu Minh đã nói, bây giờ luyện hóa nó so với trước kia thì dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần khoảng nửa ngày, linh diễm đã bị Ngô Bình luyến thành hóa thân, bị một luồng suy nghĩ của anh khống chế. Cứ như vậy, anh có thể thông qua linh diễm để luyện chế đan dược, sẽ giúp phẩm chất đan dược của anh được nâng cao. Thời gian này Huyền Minh giáo luôn trong trạng thái bận rộn, một lượng lớn đệ tử và trưởng lão đều được cử ra ngoài, dù sao Kim Long Môn bỏ ra 1/4 lãnh thổ thì cần có một lượng lớn nhân lực xử lý. Lại mấy ngày trôi qua, Thiên Huyền Bí Kinh của anh đã viết được một nửa. Trương Cổ Nguyệt cử người gọi anh, nói có chuyện cần thương lượng. Trong đại điện Huyền Minh, chỉ có Trương Cổ Nguyệt đang đợi. Giáo chủ tìm đệ tử có chuyện gì? Anh hỏi. Trương Cổ Nguyệt cười nói, Huyền Minh, con lập công lớn, ta không biết nên thưởng gì cho con. Vì vậy, ta đã nhờ quan hệ, bỏ ra một số tiền lớn để mua vị trí trong danh sách tiến vào vũ trụ ngũ hành. Ngô Bình giật mình, lúc trước anh từng nghe Khưu Hóa Long nói, vũ trụ ngũ hành chính là đại ngũ hành giới. Nó là thế giới tâm linh do cao thủ đạo cảnh tầng 9 khai phá, bên trong hư thực đan xen, rất giống với trạng thái vũ trụ chủ. Anh vội nói, giáo chủ, tại sao phải tiến vào vũ trụ ngũ hành? Trương Cổ Nguyệt, công pháp mà các tu sĩ tu luyện trong đại ngũ hành giới cao hơn chúng ta một giai đoạn, chính là giai đoạn bí cảnh. Hơn nữa, ở đó có những nơi là thực địa, tu sĩ vũ trụ chủ cũng sẽ thường xuyên đến. Huyền Bình, con là thiên tài như vậy. Ta nghĩ chỉ có vũ trụ ngũ hành mới có thể giúp con phát huy toàn bộ tài năng của mình. Ngô Bình, giáo chủ, con cứ đi vào như vậy, thân thể có thể chịu được không? Trương Cổ Nguyệt cười nói, chuyện này con không cần lo. Vũ trụ ngũ hành vẫn luôn thu hút các tu sĩ thiên tài từ các vũ trụ, sớm đã hình thành một phương pháp kiểm tra. Trước khi tiến vào chính thức, con sẽ trải qua kiểm tra, chỉ cần thông qua kiểm tra thì con có thể sinh hoạt ở bên đó như bình thường. Đương nhiên, bước này phải tốn rất nhiều tiền. Ngô Bình, phải để giáo chủ tốn kém rồi. Trương Cổ Nguyệt cười ha ha, chỉ cần có thể bồi dưỡng cho con, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Cho nên ta phải hỏi con xem, con có nguyện ý đi không? Ngô Bình cân nhắc một lúc rồi nói, đệ tử nguyện ý đi trước. Trương Cổ Nguyệt gật đầu, con quay về chuẩn bị đi, đợi con chuẩn bị đầy đủ rồi thì đến tìm ra. Ta sẽ đích thân đưa con đi tham gia kiểm tra. Quay về núi Cô Tú, Ngô Bình báo lại tình hình cho mọi người. Nghe thấy Ngô Bình phải đến vũ trụ ngũ hành, Vân Thường đầy lo lắng, công tử, nghe nói vũ trụ cấp cao đều rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình nói, không cần lo lắng, anh biết phải bảo vệ bản thân. Trái lại, trong lúc tôi không ở đây, mọi người cố gắng ở Huyền Minh giáo, đừng ra ngoài. Vân Thường, công tử, chúng em có thể đi cùng không? Ngô Bình lắc đầu, thân thể mọi người căn bản không thể chịu được áp lực nơi đó, sợ rằng vừa đến thì đã biến mất thành năng lượng thôi. Bích Đào, công tử đến đó, thực lực sẽ bị ảnh hưởng sao? Ngô Bình, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Cũng không sao, cùng lắm thì tôi lại tu luyện lần nữa. Chu Khuynh Thành, vậy nếu công tử đã đứng vững ở bên đó rồi, có phải cũng có thể đưa chúng em qua đó không? Ngô Bình cười nói, đương nhiên rồi. Khi thực lực anh đủ mạnh thì có thể thay đổi thể chất của mọi người, để mọi người có thể thích ứng với hoàn cảnh vũ trụ ngũ hành.
phân thường, vũ trụ ngũ hành, không đơn thuần là vũ trụ cấp nữa, ở bên đó sẽ gặp được tu sĩ vũ trụ chính. Chu Khuynh Thành kinh ngạc, tu sĩ vũ trụ chính sao? Bọn họ chắc chắn rất mạnh đúng không? Ngô Bình nói, chuyện đó thì phải xem là tu vi gì. Không phải cứ người vũ trụ chính thì chắc chắn sẽ rất mạnh. Nói chuyện vài câu, Ngô Bình lại tiếp tục viết Thiên Huyền Bí Kinh. Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng, cuối cùng anh cũng viết xong toàn bộ Thiên Huyền Bí Cảnh, trong đầu đại khái cũng hiểu được nội dung Thiên Huyền Bí Kinh. Nhưng hiện tại anh vẫn không thể tu luyện, mỗi khi thử tu luyện thì trong đầu sẽ trống rỗng, không thể suy nghĩ. Lúc này, âm thanh của Tiểu Minh lại vang lên, xem ra cậu phải đến vũ trụ ngũ hành thì mới có thể tu luyện được Thiên Huyền Bí Kinh. Ngô Bình, tại sao? Tiểu Minh, theo tôi đoán, công pháp bí cảnh cần phải có hoàn cảnh đặc thù, mà vũ trụ minh cổ không thể cung cấp được hoàn cảnh này. Ngô Bình, nói như vậy ta nhất định phải đến vũ trụ ngũ hành. Tiểu Minh, không phải cậu đã muốn đi rồi sao? Đến bên đó, cậu phải cẩn thận. Ngô Bình giật mình, sao vậy? Tiểu Minh, đối với vũ trụ minh cổ mà nói vũ trụ ngũ hành là vũ trụ cao chiều. Một con sâu trong đó chạy xuống cũng có thể đè ép tu sĩ thần thông cảnh chúng ta. Anh thử nghĩ xem, một khi anh đến bên đó, phải đối mặt với thách đấu ra sao? Ngô Bình, trước khi đi, tôi sẽ tham gia kiểm tra, nếu kiểm tra thành công, tôi chuẩn bị sẽ đi một chuyến. Tiểu Minh, cũng được, đến bên đó, nếu cậu có thể sống sót, thân thể sẽ được vũ trụ ngũ hành dần dần đồng hóa, vì vậy cũng sẽ trở thành sinh linh vũ trụ ngũ hành thật sự. Ngô Bình kinh ngạc trong lòng, vũ trụ minh cổ không thể đồng hóa ta sao? Tiểu Minh, không thể, vũ trụ minh cổ không có năng lực đồng hóa cậu. Nhưng vũ trụ ngũ hành thì có thể. Theo lý thuyết thì vũ trụ đạo cảnh cấp 9 và vũ trụ chính không khác nhau quá nhiều. Hơn nữa người sáng lập vũ trụ ngũ hành để lại vô số truyền thừa ở đó, bồi dưỡng được lượng lớn tu sĩ cấp cao. Có những tu sĩ thậm chí còn có cơ hội tiến vào vũ trụ chính tu luyện. Ngô Bình, có thể tiến vào vũ trụ chính sao? Tiểu Minh, những gì tôi biết cũng có hạn, cụ thể thế nào thì cậu phải đi xem sao. Ngô Bình, ừ, cũng phải đi một chuyến. Nói chuyện một lúc với Tiểu Minh, Ngô Bình đến tìm Trương Cổ Nguyệt, nói, giáo chủ, con có thể tham gia kiểm tra rồi. Trương Cổ Nguyệt gật đầu, được, chúng ta lập tức xuất phát. Lần này đi kiểm tra, Trương Cổ Nguyệt không nói cho bất kỳ ai biết, ông ấy nói, Huyền Bình, chuyện con đến vũ trụ ngũ hành, ta sẽ không nói cho ai biết. Ta sẽ nói với bên ngoài, con bế quan tu luyện. Ngô Bình, vâng, không nói cũng tốt. Trương Cổ Nguyệt, nếu cảm thấy không thích ứng được thì con về lúc nào cũng được. Nếu ở lại bên đó, nhớ phải nói với ta một tiếng. Đây là Ngọc Phù có thể liên lạc giữa hai vũ trụ, con có thể dùng nó để liên lạc với ta. Ngô Bình nhận lấy Ngọc Phù, hỏi, giáo chủ, người từng thấy tu sĩ vũ trụ ngũ hành chưa? Hay nói cách khác, người từng gặp cao thủ vũ trụ đạo cảnh tầng 9 chưa? Trương Cổ Nguyệt lắc đầu, chưa từng gặp, nhưng ta biết một người bạn, anh ta từng gặp người của bọn họ. Anh ta gặp được một tu sĩ luyện khí cấp 5, cảnh giới này ở vũ trụ minh cổ khắp nơi đều có. Nhưng anh ta nói cho ta biết, tu sĩ luyện khí cấp 5 đó khiến anh ta có cảm giác ít nhất cũng là cao thủ đạo cảnh cấp số. Trước mặt người đó, anh ta cảm thấy bản thân nhỏ bé như kiến vậy, hai người căn bản không cùng duy độ. Sau đó ông ấy lại nói tiếp. Con cũng đừng lo lắng, đợi có kết quả kiểm tra, chúng ta sẽ biết thôi. Rất nhanh sau đó, hai người đã đến một nơi trong thời không thần bí, nơi này chỉ có một tòa nhà nhỏ 3 lầu, xung quanh sương mù bao phủ. Trương Cổ Nguyệt hít sâu một hơi, đi đến trước cửa gõ vài cái, kính cẩn nói, Trương Cổ Nguyệt bái kiến. Cánh cửa mở ra, một đồng tử mặc áo xanh đi ra, vẻ mặt kiêu căng, cậu ta lạnh nhạt hỏi, ai muốn kiểm tra? Trương Cổ Nguyệt nhường bước, chỉ vào Ngô Bình nói, là cậu ấy. Đồng tử liếc nhìn Ngô Bình, nói, anh có biết quy tắc không? Nếu không vượt qua bài kiểm tra, thì tiền anh nộp trước đó cũng sẽ không hoàn lại. Ngô Bình, tôi biết rồi. Đồng tử, nếu vượt qua kiểm tra, anh phải nộp thêm một khoản phí dùng, ước chừng gấp 5 lần lúc đầu. Vẻ mặt Ngô Bình không đổi, tôi biết. Đồng tử gật đầu, vậy được. Ở bên ngoài đợi một lát,
tôi đi vào sắp xếp một lát. Nói xong thì quay người đi vào, đóng cửa lại. Ngô Bình không nhịn được bèn hỏi, giáo chủ, rốt cuộc là nộp bao nhiêu tiền? Trương Cổ Nguyệt, nếu con thông qua bài kiểm tra, tiền phải nộp chắc cũng có thể mua được nửa huyền minh giáo. Ngô Bình kinh ngạc, nửa huyền minh giáo. Trương Cổ Nguyệt cười nói, con không cần lo lắng, tiền là do ta mượn, chia ra trả trong 5 năm. Huyền minh giáo lấy được 1/4 kim long môn, 5 năm chắc chắn có thể trả được khoản tiền này. Ngô Bình có chút áy náy, nhưng nếu như vậy thì áp lực quá lớn. Trương Cổ Nguyệt nhìn anh, nói, Huyền Bình, nếu con có thể tạo nên thành tựu ở đó, thì khoản tiền này đối với con mà nói không là gì cả. Ngô Bình gật đầu, giáo chủ, nhiều nhất là 1 năm, con sẽ thay người trả lại khoản tiền này. Trương Cổ Nguyệt vỗ vai anh, được, ta đợi tin tốt của con. Khoảng chừng 10 phút sau, cửa lại được mở ra, đồng tử vẫy tay, nói, đi vào đi. Ngô Bình đi theo cậu ta vào trong tòa nhà. Trong tòa nhà có một cánh cửa bằng đồng, sau cửa có luồng sáng 3 màu đang chuyển động, không biết dẫn đến nơi nào. Đồng tử chỉ vào cửa, sau khi đi vào, anh sẽ tiến vào không gian mô phỏng hoàn cảnh vũ trụ ngũ hành. Nếu anh có thể ở bên trong đủ 6 tiếng đồng hồ thì xem như thông qua bài kiểm tra. Ngừng một lát cậu ta lại nói tiếp, đương nhiên, 6 tiếng đồng hồ chỉ là tiêu chuẩn. Chịu đựng càng lâu, chứng tỏ anh và vũ trụ ngũ hành càng phù hợp. Lâu nhất có thể chịu đựng bao lâu, anh hỏi. Đồng tử châm chọc nói, thế nào, anh nghĩ mình có thể chịu được hơn 2 canh giờ. Tôi nói cho anh biết vậy, tu sĩ vũ trụ minh cổ các người, chưa có ai đạt chuẩn cả. Trước đó, có một tu sĩ vũ trụ đạo cảnh tầng 5 đến, anh ta cũng chỉ kiên trì được 6 tiếng đồng hồ. Ngô Bình không nói thêm, trực tiếp đi vào. Thân hình anh biến mất dần trong cánh cổng ánh sáng, đồng tử lắc đầu, tự nói, đồ ngốc. Bên ngoài cửa, Trương Cổ Nguyệt yên lặng đứng đợi. Lúc này âm thanh của đồng tử lại vang lên, không cần đợi đâu, quay về đi. Trương Cổ Nguyệt ngây người, sao lại không cần đợi? Đồng tử, người tham gia kiểm tra, 1.000 người thì có 997 người chết bên trong rồi, cho nên anh không cần đợi đâu. Trương Cổ Nguyệt ngây người, sau đó lắc đầu, giọng điệu kinh định nói, không, cậu ta sẽ không chết, cậu ta chắc chắn sẽ vượt qua bài kiểm tra. Đồng tử đẩy cửa đi vào, lạnh nhạt nói, lúc trước ai đến tham gia kiểm tra, cũng nói giống hệt ông vậy, nhưng kết quả sẽ không đổi. Trương Cổ Nguyệt thản nhiên nói, tôi sẽ đợi 6 tiếng. Đồng tử cười nói, không cần 6 tiếng, đa số mọi người chỉ 1 khắc đã chết bên trong rồi. Lúc này Ngô Bình đã đi vào một không gian khắp nơi đều là ánh sáng trắng. Người vừa tiến vào, thì áp lực vô biên đã tác động lên người anh, bỗng chốc anh có cảm giác cực kỳ yếu ớt, gần như không thể đứng vững. Ngay lúc này, bí lực, tiên lực trong thân thể anh bỗng sôi sục, chống đỡ thân thể anh, chống lại áp lực bên ngoài. Sau khi thích ứng chỉ trong một thời gian ngắn, sức mạnh của anh đã khôi phục lại. 1 khắc đồng hồ sau, áp lực bắt đầu tăng lên, bí lực và tiên lực trong thân thể anh cũng tăng mạnh, tiếp tục chống lại áp lực. Cứ như vậy, từng khắc trôi qua, áp lực lại tăng lên một chút. 3 tiếng sau, áp lực đã tăng gấp 100 lần ban đầu. Lúc này Ngô Bình tuy không còn thoải mái như lúc mới vô, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu. Lúc này, vẻ mặt đồng tử bên ngoài có phần không tự nhiên. Vừa nãy mới nói mấy câu kia chắc chắn như vậy, mà Ngô Bình lại dùng thực lực vả vào mặt cậu ta. Trương Cổ Nguyệt tươi cười nói, xem ra cậu ấy đã đạt chuẩn rồi. Đồng tử hừ một tiếng, đạt chuẩn thì sao, chỉ chứng tỏ anh ta có thể sống sót ở vũ trụ ngũ hành. Con sâu ở vũ trụ ngũ hành cũng có thể sống được, nhưng không có nghĩa nó mạnh. Trương Cổ Nguyệt, xin hỏi, có thể kiên trì bao lâu thì tốt? Đồng tử, nếu có thể kiên trì trên 10 tiếng, mới xem là thật sự thích ứng được hoàn cảnh vũ trụ ngũ hành. Trước kia, ở đây cũng có người kiên trì được 14 tiếng. Anh ta tiến vào vũ trụ ngũ hành không bao lâu đã trở thành thiên của phái lớn nào đó rồi, thành tích sau này càng kinh người. Đệ tử của ông, có thể làm được không? Trương Cổ Nguyệt khẽ cười, có thể làm được hay không, đợi cậu ta ra thì biết thôi. Đồng tử lắc đầu, ông đợi đi, tôi đi nghỉ ngơi. Ngô Bình chịu đựng áp lực càng lúc càng mạnh, hơn nữa,
sau 12 tiếng, áp lực còn có thêm lực đẩy, càng khiến anh khó chịu hơn. Anh cắn răng kiên trì, 14 tiếng, 16 tiếng, 20 tiếng. Đợi đến khi 24 tiếng thì cũng là một ngày sau, áp lực đã tăng lên gấp mấy nghìn lần so với lúc đầu, hơn nữa còn có thêm rất nhiều lực chống lại anh. Mũi Ngô Bình bắt đầu chảy máu, da cũng xuất hiện chấm li ti, tóc cũng bắt đầu rụng. Đến lúc được 30 tiếng, tóc anh đã rụng sạch, biến thành đầu chọc, lúc này không chỉ mũi chảy máu, mà tai cũng bắt đầu chảy máu. Thậm chí, răng anh cũng bắt đầu lung lay, đốm trên da bắt đầu lở loét, chảy mủ. Rõ ràng, mức độ mô phỏng hoàn cảnh này càng lúc càng nặng, vi sinh vật gây bệnh từ vũ trụ ngũ hành cũng xuất hiện. Ngô Bình là cao nhân y đạo, anh cố gắng chữa trị cho mình, làm giảm triệu chứng, nhưng hiệu quả cũng có hạn. Đến lúc được 36 tiếng, áp lực tăng lên cũng không còn mạnh nữa, nhưng hoàn cảnh càng phức tạp hơn, trong không trung xuất hiện sấm chớp, mưa axit ăn mòn rơi xuống. Mưa axit rơi xuống người, ăn mòn da thịt anh, cũng may nền tảng anh vững chắc, da vừa bị ăn mòn đã nhanh chóng khôi phục. Sấm chớp đùng đùng, cuối cùng đánh vào người anh, thân thể anh cứng đờ, lập tức té ngã xuống đất, ý thức mơ hồ. Không biết qua bao lâu, anh lại tỉnh lại. Vì thế tiếp tục ngồi dậy, cắn răng chấp nhận thử thách. Anh sớm đã đạt chuẩn kiểm tra, nhưng anh muốn trải nghiệm thử hoàn cảnh khắc nghiệt của vũ trụ ngũ hành trước, bởi vì sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt với mọi thứ. Thời tiết đột nhiên trở nên nóng rực, da Ngô Bình bắt đầu dậy mùi, anh mất nước trầm trọng, nhưng nơi này lại không có giọt nước nào. 40 tiếng, miệng anh đã khô nứt chảy máu, máu huyết gần như không thể lưu thông. Nhịp tim mười mấy giây mới đập một lần. Ngay lúc này, đột nhiên trời đổ mưa, anh vội vàng trải quần áo ra thấm nước mưa, sau đó vắt vào miệng. Thế nhưng, nước còn chưa uống đủ thì trời lại chuyển lạnh, gió lạnh thấu xương, tuyết bay tán loạn, anh đông cứng lạnh run, quần áo cũng đóng thành băng. 48 tiếng, Ngô Bình cảm thấy bản thân sắp đến cực hạn, anh chuẩn bị kiên trì một lúc nữa sẽ từ bỏ, dù sao anh cũng là đến để kiểm tra, chứ không phải liều mạng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một luồng sáng mặt trời chiếu xuống, ánh sáng mặt trời chiếu vào người anh, khiến anh rất dễ chịu. Anh cảm thấy, ánh mặt trời lúc này rất giống với ánh mặt trời vũ trụ chủ, rất tốt cho anh. Anh đã từng hấp thụ ánh mặt trời vũ trụ chủ từ trước, bây giờ cũng không thất khó chịu, mà trái lại rất thích thú. Phơi nắng 4 tiếng, thương thế anh lại đỡ hơn phân nửa, khí lực cũng dần dần khôi phục. Anh có chút nghi hoặc, sao càng về sau, hoàn cảnh lại càng tốt hơn vậy. Ngay lúc này, một cái đùi dê bị người ta ném vào, vẫn còn nóng hổi bốc khói, tỏa ra mùi thơm mê người. Mắt anh sáng lên, lập tức cắn một miếng, mùi vị thơm ngon. Lúc trước anh bị rụng răng, rồi lại mọc lại, răng mới rất khỏe, cắn một miếng đã xé ra một miếng lớn. Ngô Bình biết, đùi dê này là lương thực của vũ trụ chủ. Dạ dày anh có thể tiêu hóa hay không phải xem thử, vì vậy anh ăn không nhanh, mà chậm chậm nhai. Đã được 20-12 tiếng, lúc này đồng tử và Trương Cổ Nguyệt đều rất kinh ngạc, đồng tử cảm thấy khó tin, Trương Cổ Nguyệt thì cho rằng có khả năng Ngô Bình đã chết rồi. Cậu ấy không sao chứ? Lúc này, cuối cùng ông ấy không nhịn được lên tiếng hỏi. Đồng tử đẩy cửa đi vào, vẻ mặt cậu ta vô cùng kỳ lạ, lắc đầu, người chưa chết. Vẫn đang tiếp tục. Không thể nào, đã 52 tiếng rồi. Trương Cổ Nguyệt thở phào một hơi, cười nói, tôi đã nói rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ thành công. 52 tiếng, so với 14 tiếng kia thì mạnh hơn nhiều nhỉ. Vẻ mặt đồng tử ngượng ngùng, nhưng cũng rất phấn khích, không phải mạnh rất nhiều, mà là mạnh gấp trăm nghìn lần. Sau 2 ngày, cũng là sau 48 tiếng. Hoàn cảnh nơi này sẽ không còn mô phỏng hoàn cảnh vũ trụ ngũ hành nữa, mà là hoàn cảnh thật sự. Trương Cổ Nguyệt, hoàn cảnh thật sự sao? Đồng tử gật đầu, sinh tồn trong hoàn cảnh thật 6 tiếng thì anh ta có thể vượt qua rất nhiều tu sĩ ở vũ trụ ngũ hành. Qua 6 giờ, ít nhất cũng có thể tu luyện đến bí cảnh. Nếu qua 18 tiếng, thì có thể gọi là thiên tài ở vũ trụ ngũ hành. Trương Cổ Nguyệt, qua 24 tiếng thì sao? Đồng tử im lặng một lúc rồi nói, thiên tài tuyệt thế. Trương Cổ Nguyệt cười nói, quả nhiên ta không nhìn nhầm cậu ấy.
Đồng tử bỗng nói, tiền của ông, không cần trả nữa. Bởi vì theo quy tắc, vượt qua 48 tiếng thì có thể miễn phí tiến vào vũ trụ ngũ hành. Trương Cổ Nguyệt nói, vậy thì quá cảm kích rồi. Đồng tử thở dài một hơi, ông đây ở đây lâu như vậy, lần đầu tiên lại nhìn nhầm. Ông may mắn đấy, có được thiên kiêu như vậy. Đợi khi anh ta trưởng thành ở vũ trụ ngũ hành, các ông cũng có thể thơm lây rồi. Trương Cổ Nguyệt, đúng vậy. Như vậy thì chúng tôi sẽ có chỗ dựa vững chắc, ở vũ trụ Minh Cổ, bất kỳ ai cũng phải coi trọng Huyền Minh giáo tôi. Lại nói đến Ngô Bình, lúc này đã ăn hết đùi dê, cảm thấy bụng cũng khá no, bèn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Không biết, hiện tại mình có thể tu hành công pháp bí cảnh được không? Nghĩ đến đây, anh lập tức bắt đầu tu luyện Thiên Huyền Bí Kinh. Đúng như anh đoán, lần này trong đầu anh không còn trống rỗng nữa, trái lại vô cùng rõ ràng. Chưa đến một tiếng, bí lực trong thân thể anh đã chuyển động, hoàn thành tu luyện bí cảnh tầng thứ nhất, bí chú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 149.